Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 124. Bàn Lăng, chắc ở tháp Cửu Châu của vực Cửu Châu, dạo này cô ta đang chinh phục bảng Cửu Châu. Diệp Quân vội hỏi, đến đó đi thế nào? Bàn Lăng lắc đầu, giờ ngươi không có tu vi thì không đến đó được đâu, ta khuyên ngươi chờ khôi phục tu vi đã. Diệp Quân khẽ thở dài. Hắn muốn khôi phục tu vi nghe chừng khó. Kế hoạch của hắn là tìm tỷ tỷ trước tiên, sau đó nhờ tỷ tỷ nghe ngóng về lai lịch của Táng Cương, vì tiểu cô nương này chắc chắn không hề đơn giản. Chỉ khi giải quyết được chuyện của Táng Cương thì tu vi của hắn mới hồi phục được. Hắn không dám nhờ người ngoài điều tra giúp, vì Táng Cương không hề bình thường nên hắn không tin cô bé không có kẻ thù. Đây cũng chính là lý do hắn chưa từng cho Táng Cương xuất hiện. Nhưng dạo này cô nhóc kia đang tu luyện thuật thủ để đầu đến mức phát điên rồi. Hơn nữa, nghe tháp gia nói hình như cô bé còn đang sửa đổi nó. Bàn Lăng, người đúng là đệ đệ của Diệp An ư? Diệp Quân cười đáp đúng. Bàn Lăng ngẫm nghĩ rồi nói, ta có thể liên lạc với cô ta cho ngươi, nếu cô ta đồng ý đón ngươi thì quá tốt rồi. Diệp Quân vội gật đầu, ừm. Bàn Lăng chợt lấy một miếng truyền âm phù ra. Thấy thế, Diệp Quân hơi sững người. Phải biết rằng truyền âm phù cần sự kết nối giữa hai bên. Điều này chứng tỏ cả hai phải quen biết nhau mới được. Cô gái này quen tỷ tỷ của hắn. Đúng lúc này, truyền âm phù trong tay Bàn Lăng chợt rung lên. Loáng cáu, bên trong đã vang lên giọng nói của Diệp An, đồ xấu xa kia, tìm ta có việc gì? Diệp Quân. Bàn Lăng đen mặt rồi hỏi, cô có một đệ đệ hả? Diệp An thoáng ngạc nhiên nói, sao cô biết, à hình như ngày trước ta từng kể rồi nhỉ. Sao thế, cô nổi hứng với đệ đệ của ta à, nhưng ta nói trước nhé, nó phong lưu lắm, cô không giữ được đâu. Nhưng nó rất đẹp trai, cô có thể chơi đùa với nó một chút cũng được, như thế không lo thiệt. Diệp Quân. Tiểu Tháp. Nghe những lời nói đầy cợt nhả của Diệp An, Bàn Lăng lập tức đen mặt nói, im miệng, đệ đệ cô đang ở ngay cạnh ta đây này. Hả? Truyền âm phù lập tức vang lên giọng nói ngạc nhiên của Diệp An. Mặt Diệp Quân đầy vạch đen, hắn nhìn chằm chằm vào truyền âm phù đó rồi trầm giọng nói tỷ tỷ, đệ đến nhờ và tỷ đây, giờ tỷ đến đón đệ được không? Diệp An im lặng một lát rồi nói, ta bận rồi, bye bye. Cô ấy vừa nói dứt lời, truyền âm phù đã tối thui. Diệp Quân. Bàn Lăng cũng câm nín nhìn Diệp Quân. Cả hai cùng im lặng. Một lát sau, Bàn Lăng nói, cô ấy là tỷ tỷ ruột của ngươi à? Diệp Quân. Bàn Lăng quan sát Diệp Quân một lát rồi nói tiếp, thôi ngươi cứ chờ tu vi hồi phục rồi tự đến tháp Cửu Châu đi. Diệp Quân thấy hơi đau đầu, sao tỷ tỷ lại không đáng tin như vậy? Rõ là tỷ ấy bảo hắn đến dựa dẫm còn gì. Bàn Lăng, mấy hôm nữa, ta phải đi có chút việc, vừa hay tiện đường qua tháp Cửu Châu. Đến lúc đó, ta có thể dẫn ngươi theo. Diệp Quân vội nói, đa tạ. Bàn Lăng gật đầu rồi im lặng rời đi. Diệp Quân tiếp tục đọc sách trong phòng, hắn không hề có chút hứng thú nào với văn hóa của vực Cửu Châu, nhất là với các truyền thuyết. Ở bên ngoài, Bàn Lăng vừa đi thì Khô Lão đã đi tới cạnh cô ấy, Bàn Lăng bình tĩnh nói, ta biết hắn là ai rồi, không phải lo đâu. Thời gian qua, các hành vi khác thường của Diệp Quân đã khiến Bản Phủ bắt đầu hoang mang, mọi người đều nghi hắn là gian tế của Vũ Châu. Lần này, Bàn Lăng đến tìm Diệp Quân thật ra là muốn hỏi cho ra lẽ. Khô Lão khẽ gật gù, thế thì tốt. Bàn Lăng, người kia của Vũ Châu sao rồi? Khô Lão trầm giọng đáp, Vũ Châu có hai người, một là Thái Sở, người này có thiên phú ngất trời, không kém gì Lâm Lập. Hơn nữa, ta nghe nói người này còn có thể chất đặc biệt. Nhưng không rõ là thể chất gì. Ngoài ra còn có một cô gái nữa tên là Nhạc Liễu, hình như thiên bẩm kém hơn một chút. Nói đến đây, ông ta thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp, hai người này đều có số mệnh Cửu Châu, tuy thiên bẩm hơi kém nhưng lại được số mệnh bổ trợ. Điều ta lo lắng bây giờ là không lâu nữa, người của chúng ta sẽ tỉ thí với Vũ Châu trong thi đấu Cửu Châu. Bàn Lăng, ý ông là chúng ta cần tìm một người mới để bồi dưỡng hả? Khô Lão gật đầu, ông ta đã loại Diệp Quân ra khỏi danh sách rồi. Tuy tên này có phong thái phi phàm, nhưng không thể mang cái phong thái ấy đi đánh nhau được,
vì thế hắn đã vô dụng. Bàn Lăng bình tĩnh nói, cố gắng bồi dưỡng Lâm Lập và Bàn Vân đi. Bàn Vân là con cháu của Bàn tộc, cũng là thiên tài giỏi nhất trong giới trẻ hiện giờ của Bàn tộc. Đương nhiên so với một người có số mệnh cửu châu như Lâm Lập thì thiên bẩm của Bàn Vân vẫn hơi kém. Có nhiều lúc, số mệnh quá đỉnh thì thiên bẩm và sự nỗ lực cũng chẳng là gì hết. Ngoài ra, thiên bẩm tu hành của Lâm Lập không hề yếu, trái lại còn rất mạnh. Điều quan trọng nhất là tên này còn rất cố gắng. Khô lão thở dài một hơi, tiếc là lần này chúng ta không tìm thêm được một thiên tài trong trấn Cửu Châu. Bàn Lăng, không phải lo nghĩ nhiều, ông hãy thu xếp một chút. 3 ngày nữa, ta sẽ đến thành Cửu Châu một chuyến, đến lúc đó sẽ dẫn Bàn Vân và Lâm Lập theo, à cả Diệp Quân nữa. Khô lão gật đầu, vâng. Dứt lời, ông ta quay người rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã qua 3 ngày. Sáng nay, Diệp Quân bị gọi dậy từ sớm. Khi hắn ra ngoài thì Lâm Lập chạy tới, cười nói, Diệp ca. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, ngươi cũng đi à? Lâm Lập gật đầu rồi nói với vẻ hào hứng, đại tiểu thư bảo sẽ dẫn chúng ta đến thành Cửu Châu chơi. Thành Cửu Châu. Diệp Phi Nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía một người đàn ông khác, người này có dáng người vạm vỡ, cường tráng. Lâm Lập cười nói, đây là Bàn Vân Huynh, là đường đệ của đại tiểu thư. Diệp Quân mỉm cười chào hỏi, xin chào. Bàn Vân nhìn Diệp Quân rồi gật đầu thay cho lời chào. Sau đó, Bàn Lăng đã chậm chậm đi tới. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên vóc hiểu điệu, bốc lửa. Đi cạnh Bàn Lăng chính là Khô Lão. Bàn Lăng cùng Khô Lão đi tới cạnh nhóm Diệp Quân, sau đó cô ấy ngoảnh lại nhìn Khô Lão, ông ta lập tức xòe tay ra, một lá bùa chú đã bay ra, sau đó hóa thành một tia sáng màu lam rơi xuống chân của mọi người. Sau đó có một tia sáng lao thẳng lên trời, bao trùm lấy tất cả. Loáng cái bọn họ đã biến mất tại chỗ. Trên đường đi của trận pháp dịch chuyển, Lâm Lập tò mò nhìn ngó xung quanh. Sau khi ra ngoài, y thấy mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Diệp Quân chợt nói, đại tiểu thư, có phải quan hệ giữa Bàn Châu chúng ta và Vũ Châu không được tốt lắm đúng không? Bàn Lăng gật đầu, Diệp Quân, ý của ta là nếu để người của Vũ Châu biết Lâm Lập đang ở bên ngoài. Nghe thấy thế, Bàn Lăng và Khô Lão đều thoáng vẻ kinh ngạc. Bàn Lăng, đương nhiên ta đã nghĩ đến điều này nên đã âm thầm sai người bảo vệ rồi. Diệp Quân, phụ thân của cô vẫn chưa về à? Bàn Lăng lắc đầu, chưa. Diệp Quân, có liên lạc được chưa? Lúc này, Bàn Vân ở gần đó chợt lên tiếng, Diệp công tử, chú ý cách ăn nói của ngươi. Diệp Quân liếc nhìn gã rồi im lặng, sau đó lại nhìn sang Bàn Lăng thì thấy cô ấy đang nhíu mày. Diệp Quân cũng bắt đầu xa sầm mặt, vì vẻ mặt của Bàn Lăng chẳng khác nào nói cho hắn biết là chưa liên lạc được. Diệp Quân, Bàn Châu và Vũ Châu không đội trời chung, nếu ta là bọn họ thì chắc chắn sẽ không để Lâm Lập sống sót, tương tự với đó, chắc Bàn Châu cũng có nhiều kế sách để nhắm vào thiên tài của Vũ Châu đúng không? Bàn Lăng, thật ra giữa hai bên đã có giao ước, đó là các cường giả đỉnh cấp không được ra tay với các vãn bối của hai bên. Vì cả hai đều biết rõ nếu cường giả như phụ thân ta mà ra tay thì chắc chắn các vãn bối không đỡ được, nhưng... Diệp Quân, binh đoàn đánh thuê. Bàn Lăng gật đầu, đúng vậy. Bàn Lăng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật ra Bàn Châu cũng hơi kỵ binh đoàn lính đánh thuê, bọn chúng đều rất tàn bạo và gian ác, nhất là binh đoàn thổ phỉ thì càng khỏi phải bàn. Nơi mà chúng đi qua thì đến chó gà cũng không tha, hang kiến cũng bị đốt. Nhưng may sao các binh đoàn này không có ý chiếm địa bàn, chúng chỉ dạo chơi khắp các phố trụ, thi thoảng nhận vài nhiệm vụ, còn hầu hết thời gian đều tìm kiếm dấu vết của bí cảnh. So ra thì nhiều khi đi khảo cổ còn kiếm được nhiều tiền hơn ăn cướp. Diệp Quân chợt nói, hy vọng là ta lo xa. Giờ hắn đang ở bên ngoài thì phải cẩn thận một chút, hắn đang ở phe Bàn Châu, nhớ Vũ Châu ra tay thì hắn cũng sẽ bị cuốn vào. Bàn Lăng chợt ngoảnh lại nói với Khô Lão, ông liên lạc với Cửu Thúc đi. Khô Lão thoáng do dự rồi nói, nhưng, làm phiền đến ông ấy, nhớ. Bàn Lăng lắc đầu, chúng ta buộc phải thật cẩn trọng. Khô Lão gật đầu, được. Dứt lời, ông ta đã lấy một truyền âm phù ra.
Bàn Lăng nói với Diệp Quân, người suy nghĩ rất thấu đáo. Diệp Quân mỉm cười, đã ra ngoài thì phải cẩn thận một chút. Bàn Lăng gật đầu, đúng vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Lập chợt nói, Diệp ca, ta nghe nói Thái Sở và Nhạc Liễu đều đang ở Vũ Châu. Diệp Quân, đúng thế, nhưng sau này các người sẽ là kẻ thù của nhau đó. Lâm Lập trầm mặc. Thời gian qua, Khô Lão không chỉ dạy y tu luyện, mà còn dạy y nhiều chuyện của vực Cửu Châu, nhất là ân oán giữa Bàn Châu và Vũ Châu. Diệp Quân vỗ vãi Lâm Lập, đừng suy nghĩ nhiều quá, cố gắng tu luyện đi mà sống cho tốt. Lâm Lập gật đầu, vâng. Diệp Quân nhìn Lâm Lập với vẻ mặt phức tạp, rời khỏi tiểu trấn và ra thế giới bên ngoài sẽ có rất nhiều thứ dần mất đi. Đúng lúc này, Tiểu Tháp chợt lên tiếng, có nguy hiểm. Có nguy hiểm. Diệp Quân ngẩn ra, ngay sau đó ngoảnh sang nhìn Bàn Lăng ở cạnh đó, có nguy hiểm. Có nguy hiểm. Khi nghe thấy thế, mọi người đều nghệt mặt ra. Sau đó, Bàn Lăng vung một tay lên cao, trong lòng bàn tay của cô ấy xuất hiện một tia sáng màu đen, nó nhanh chóng biến thành một tấm lá chắn bảo vệ tất cả mọi người. Dường như cùng lúc đó, không gian bốn bề đều rung lên, tiếp theo đã có vô vàn các Diệp Quân kiếm bay tới. Quỳnh! Có tiếng động lớn vang lên, cả thời không vỡ tan. Nhóm Diệp Quân xuất hiện trở lại thì thấy mình đang ở trong một tinh không đen ngòm, mà hiện giờ họ vẫn ở trong tấm lá chắn kia. Bàn Lăng nghiêm mặt nhìn về phía xa, có một người đàn ông cụt tay chậm chậm xuất hiện ở cuối tầm mắt. Người đàn ông cầm một thanh kiếm, trên người toát lên kiếm thế rất mạnh, tinh hà xung quanh đều sôi trào. Trông thấy người đó, Bàn Lăng chợt biến sắc mặt, thức kiếm tiên của binh đoàn đánh thuê thức thần. Thức kiếm tiên. Nghe vậy, Khô Lão và Bàn Vân ở cạnh đó đều biến sắc mặt. Cả vực Cửu Châu chỉ có hai kiếm đế, ba kiếm tiên. Năm kiếm tu này được tôn là những người có kiếm đạo đỉnh nhất ở vực Cửu Châu. Bàn Lăng nhăn mặt, cô ấy không ngờ người này lại nhắm vào Bàn Châu. Cô ấy nhìn thức kiếm tiên rồi nói, thức kiếm tiên, Bàn Châu ta và binh đoàn đánh thuê thức thần của ngươi không thù không oán, ngươi. Thức kiếm tiên chợt biết mất. Bàn Lăng hoảng hồn, ngay sau đó đã có một đường kiếm chém mạnh tới. Gần như chỉ trong phút chốc. Tấm lá chắn màu đen bảo vệ bọn họ đã rung lên rất mạnh rồi nứt ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì đã có một đường kiếm bay nhanh tới. Ngay sau đó, tấm lá chắn bảo vệ bọn họ đã vỡ tan và hóa thành các mảnh vụn. Đường kiếm mạnh mẽ kia khiến bọn họ phải lùi bước liên tục. Diệp Quân và Lâm Lập được Bàn Lăng bảo vệ nên không gặp vấn đề gì lớn. Bàn Lăng và Khô Lão đứng đầu thì đang nghiêm mặt. Đây là lần đầu tiên họ gặp một trong ba đại kiếm tiên, thực lực của gã thật sự vượt ngoài suy đoán của họ. Bàn Lăng nhìn thức kiếm tiên rồi nghiêm giọng nói, cố trụ vững. Nói rồi, cô ta chợt xòe bàn tay ra, ngay sau đó đã có một vòng tròn bay ra ngoài nhanh như thanh phi đao. Ngay khi nó bay ra, vòng tròn lập tức tỏa ra vô vàn tia sáng. Thức kiếm tiên đứng ở phía xa bất ngờ chém một kiếm xuống. Đường kiếm như oanh tạc. Quỳnh. Ngay sau đó đã có một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả tinh hà rung lên dữ dội, tiếp đó các tia sáng đã vỡ nát, một luồng khí khủng bố lan ra khắp xung quanh. Khô Lão ra sức bảo vệ nhóm Diệp Quân, tuy họ không bị thương, nhưng Khô Lão thì đã tái mét mặt. Lúc này, Lâm Lập cũng đang vô cùng hoang sợ. Y nào đã gặp cảnh này bao giờ? Bàn Lăng tập trung toàn bộ tinh thần, vòng tròn của cô ta đã vỡ hết rồi. Chỉ một đường kiếm thôi mà đã dễ dàng phá hỏng thần bảo của cô ta. Sau khi hạ thần bảo của Bàn Lăng, cơ thể của thức kiếm tiên dần mờ đi, Bàn Lăng chăm chú nhìn thì thấy có một đường kiếm đang bay tới. Cô ta có đôi con ngươi lại, ngay sau đó có một con yêu thú lao ra từ mi tâm rồi lao về phía thức kiếm tiên. Bụp! Cú va chạm này đã đẩy đường kiếm kia phải lùi lại thật xa. Diệp Quân nhìn về phía con yêu thú đó thì thấy nó có dáng người khổng lồ, toàn thân đầy cơ bắp, mỗi tác da thịt đầu chứa đầy sức mạnh, lớp da của nó nhẵn thín mà dẻo dai, màu da thì lốm đốm như các tình sao đang sáng lấp lánh. Đôi mắt của nó dài và nhỏ như một đường thẳng cắt ngang bầu trời, thứ bắt mắt nhất chính là cái đuôi của nó, cái đuôi trông như con rắn dài ngoằng, vừa to vừa đáng sợ.
Sau khi nó xuất hiện, một luồng uy áp vô hình đã lan ra. Khô lão đứng cạnh Diệp Quân nói, hư nhân thú. Hư nhân thú. Đây là yêu thú hộ tộc của bàn tộc, do tổ tiên xưa kia của bàn tộc nuôi dưỡng, rất nhiều người trong tộc biết nó nhưng gặp được thì cực ít. Ông ta cũng được nhìn thấy nó lần đầu. Khô lão rất ngạc nhiên, ông ta không ngờ bàn tộc lại để yêu thú hộ tộc ở cạnh bàn lăng. Thức kiếm tiên ở phía xa nhìn chằm chằm vào hư nhân thú, sau đó gã chợt hóa thành một đường kiếm rồi lao vút lên trời. Không lâu sau, đường kiếm ấy phi nhanh xuống rồi tấn công hư nhân thú kia. Hư nhân thú cũng không chịu yếu thế, nó cũng xông thẳng về phía thức kiếm tiên. Lúc này, Diệp Quân chợt nói, rút thôi. Khô lão nhìn hắn với vẻ khó hiểu, Diệp Quân đen mặt nói, nhanh lên. Khô lão vẫn hơi chần chừ, nhưng vẫn làm theo, sau đó tự rút lui ra thật xa. Diệp Quân suýt nữa té xỉu, trời, ta bảo ông dẫn chúng ta rút cơ mà. Hắn vừa nói dứt câu thì thức kiếm tiên và hư nhân thú ở phía xa đã va vào nhau, dư âm của luồng sức mạnh khủng khiếp lan ra khắp xung quanh. Thấy thế, Diệp Quân nhăn mặt, hắn biết với tình trạng hiện giờ của mình thì nếu bị luồng sức mạnh này đánh tới thì sẽ thịt nát xương tan ngay. Diệp Quân gọi, tháp ra. Một tia sáng vàng trong người Diệp Quân bắn ra ngoài, ngay sau đó có một tòa tháp hư ảo cực lớn đã phủ xuống ba người bọn họ. Tòa tháp đã cản đòn tấn công lại cho họ. Thấy thế, Diệp Quân thở phào một hơi, may mà vẫn còn tháp ra giúp đỡ vào lúc mấu chốt. Tòa tháp của Diệp Quân cũng đã thu hút sự chú ý của thức kiếm tiên, gã ngoái lại nhìn hắn. Diệp Quân thấy thế thì giật mí mắt, đừng bảo gã định xử lý hắn nhé. Ngay sau đó, thức kiếm tiên chợt biến mất, sau đó có một thanh kiếm đã bay về phía nhóm Diệp Quân. Bù! Thanh kiếm chém lên tòa tháp làm nó hơi rung lên, nhưng không bị làm sao, nó vẫn chống lại được thanh kiếm. Thấy vậy, Diệp Phi Nhiên hào hứng nói, tháp ra đỉnh quá. Tiểu tháp, thấy kiếm của mình không thể làm gì được tòa tháo, thức kiếm tiên nhíu chặt hàng lông mày lại. Lúc này, bàn lăng đã xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ta ngoảnh lại nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân, còn bao lâu nữa thì cường giả của bàn tộc mới đến? Bàn lăng, 15 phút. 15 phút. Diệp Quân gật đầu, thế chắc vẫn cố được. Thức kiếm tiên không ra tay tiếp nữa, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Quân một lúc xong thì chợt lấy một bức tranh ra, mà người đàn ông được vẽ trong tranh lại chính là Diệp Quân. Diệp Quân ngẩn ra khi nhìn thấy bức tranh ấy. Sao tên này lại có tranh chân dung của hắn? Thức kiếm tiên nhìn Diệp Quân đăm đăm rồi nói, không ngờ lại gặp tội phạm truy nã của sáng thế đạo điện ở đây. Nghe xong, Diệp Quân đơ luôn. Mẹ kiếp! Hóa ra là đang truy nã mình. Nghe xong, bàn lăng lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn Diệp Quân, người bị sáng thế đạo điện truy nã à? Diệp Quân gật đầu. Bàn lăng cau mày. Sáng thế đạo điện. Tuy thế lực này không ở vực Cửu Châu, nhưng vẫn rất nổi tiếng ở đây, nhất là sáng thế đế thần. Hệ thống cảnh giới ở vực Cửu Châu hiện giờ cũng do người này tạo ra. Thức kiếm tiên lập tức dựng thẳng kiếm, sau đó đã có một đường kiếm vô hình bay đi, gã hóa thành một đường kiếm khổng lồ rồi tấn công nhóm Diệp Quân. Bụp! Đường kiếm này đã phá bỏ mọi thứ. Quỳnh! Tiểu tháp bị trúng một kiếm nên rung lên dữ dội, nhưng ánh sáng không hề biến mất. Thấy vậy, Diệp Quân thở phào một hơi rồi nói, tháp ra, còn trụ được không? Tiểu tháp, gần, được. Diệp Quân! Thức kiếm tiên thấy một kiếm của mình không thể phá được tiểu tháp thì lại cau mày, gã nhìn Diệp Quân chăm chăm, đang định ra tay tiếp thì chợt cảm thấy điều gì đó nên ngẩng lên bầu trời. Ngay sau đó, gã đã giơ kiếm lên rồi biến mất. Thức kiếm tiên vừa đi thì thời không phía sau nhóm Diệp Quân đã bị xé rách, ngay sau đó một ông lão mặc áo bào đen chậm chậm bước tới. Nhìn thấy người này, bàn lăng và khô lão thở phào một hơi, đó chính là bàn cửu. Một trong các cường giả đỉnh nhất của bàn tộc. Khi bàn cửu thấy bàn lăng và lâm lập không làm sao thì lập tức thở phào, sau đó ông ấy nghiêm mặt nói, binh đoàn đánh thuê thức thần đáng chết này, đến bàn châu chúng ta mà cũng dám động vào, đúng là hỗn xược. Bàn lăng, ta cũng không ngờ họ dám động đến mình. Thực lực của mấy binh đoàn đánh thuê không thấp, sức ảnh hưởng cũng lớn,
nhưng bình thường họ rất hiếm khi nhắm vào ba châu lớn, dẫu sao thực lực của ba châu cũng không đơn giản. Bàn Lăng không ngờ lần này họ dám giết người một cách trắng trợn như vậy. Không hề che giấu ý đồ luôn. Bàn Lăng ngoảnh lại nói với Khô Lão, ông hãy về để báo cho các đệ tử của bàn tộc đang ở bên ngoài, cho họ biết còn đề phòng. Khô Lão gật đầu, được. Dứt lời, ông ta lập tức đi ngay. Bàn Lăng lại nói với Bàn Cửu, Cửu Thúc, giờ phiền Thúc đi với chúng ta rồi. Bàn Cửu gật đầu, ừm. Nói rồi, ông ấy chợt nhìn sang Diệp Quân, hiện giờ hắn đã cất tiểu tháp đi rồi. Bàn Cửu, thứ ban nãy là gì vậy? Diệp Quân, tháp tổ tiên nhà ta để lại. Tiểu tháp. Tháp tổ tiên để lại. Bàn Cửu, ta xem được không? Diệp Quân im lặng nhìn ông ấy. Bàn Cửu cười nói, ta chỉ tò mò thôi, không có ý cướp giật đâu. Diệp Quân mỉm cười rồi lấy tiểu tháp ra đưa cho Bàn Cửu, nhưng hắn vẫn dặn tháp ra ẩn nấp ở thế giới bên trong. Bàn Cửu nhận lấy rồi quan sát với vẻ ngạc nhiên, sau đó nói với Diệp Quân, đây là vật tổ tiên nhà cậu truyền lại ư. Diệp Quân gật đầu, đời ông nội ta để lại. Bàn Cửu trả tiểu tháp lại cho Diệp Quân rồi cười nói, tòa tháp này rất phi thường, giữ cho cẩn thận đấy. Diệp Quân gật đầu nói, ừm, ta chuẩn bị truyền tiếp lại rồi. Tiểu tháp, nghĩ hay quá nhỉ. Diệp Quân. Bàn Lăng chợt nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, cô ta lấy bùa dịch chuyển ra rồi bóp nát, mọi người lập tức xuất hiện trong con đường của trận pháp dịch chuyển. Nhưng Bàn Cửu không đi vào như họ, mà chỉ ở một bên âm thầm bảo vệ. Bàn Lăng nhìn sang Lâm Lập, từ nãy đến giờ, y chỉ trầm mặc, trận đại chiến vừa rồi đã khiến y chịu đả kích quá lớn. Diệp Quân cũng chú ý đến sắc mặt của Lâm Lập, nhưng hắn không nói gì. Với Lâm Lập mà nói thì kiểu gì sau này chẳng phải trải qua những chuyện như vậy. Bàn Lăng chợt nhỏ giọng nói với Diệp Quân, người bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã ư. Diệp Quân gật đầu, có ảnh hưởng gì tới các cô không? Bàn Lăng đáp thẳng, có. Diệp Quân, thế thì các cô đưa ta đến tháp Cửu Châu thôi là được. Bàn Lăng, ta không ngờ ngươi lại bị họ truy nã, nói thật cho ngươi biết, giờ Bàn Châu ta và Vũ Châu là kẻ thù không đội trời chung, nếu giữ ngươi lại thì chúng ta cũng đối đầu với Sáng Thế Đạo Điện. Mà nếu vậy thì chúng ta càng lâm vào cảnh khốn đốn. Sau đó, cô ta nói tiếp, hy vọng ngươi hiểu được. Đương nhiên cô ta sẽ không đắc tội với một thế lực lâu năm đáng sợ như Sáng Thế Đạo Điện chỉ vì Diệp Quân. Vì hắn không đáng. Nghe thấy vậy, Diệp Quân không hề tức giận, vì người chẳng nợ gì hắn nên gật đầu ngay, ta hiểu, đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến Bản Châu. Trái lại, ta có thể ra ngoài là còn nhờ phụ thân cô. Nói cho cùng thì các cô đã giúp ta rất nhiều, sao ta có thể liên lụy đến mọi người chứ? Bàn Lăng, người định tính thế nào? Diệp Quân bình thản đáp, tạm thời ta cứ đến nương nhờ tỷ tỷ, để tỷ ấy chăm sóc một thời gian đã. Bàn Lăng định nói gì đó lại thôi. Diệp Quân, sao thế? Bàn Lăng lắc đầu, không có gì, đến lúc đó nhớ bảo trọng. Diệp Quân nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó là lạ. Đúng lúc này, Bàn Lăng chợt nói, chúng ta đến tháp Cửu Châu rồi. Diệp Quân bừng tỉnh khỏi suy đoán rồi nhìn về phía xa, nói tháp ra, tỷ tỷ có được ai bảo kê không thế? Tiểu tháp, lâu lắm không nhìn thấy tú chủ rồi. Tháp Cửu Châu. Ngọn tháp này rất nổi tiếng ở vực Cửu Châu, vì nơi đây có một bảng Cửu Châu, quy tục vô số các thiên tài đến từ Cửu Châu. Bàn Lăng dẫn Diệp Quân vào một tòa thành cổ. Có rất ít nhà cửa ở đây, chỉ lẻ tẻ vài cái, nhưng giữa trung tâm tòa thành có một tòa tháp cao chọc trời, trông rất hoành tráng. Bàn Lăng nhìn tòa tháp cao ấy rồi nói, đây chính là tháp Cửu Châu nơi yêu thích của rất nhiều thiên tài. Người có thể tìm thấy vô vàn các đối thủ ở đây để tỉ thí, rèn luyện bản thân. Diệp Quân cười nói, đại tiểu thư, cô đã chinh phục bảng này bao giờ chưa? Bàn Lăng, gọi ta là Bàn Lăng thôi. Diệp Quân mỉm cười, Bàn Lăng. Bàn Lăng gật đầu, rồi chứ, nhưng thành tích không tốt, chỉ vào được top 20 thôi. Diệp Quân gật gù, đúng là không tốt lắm thật. Bàn Lăng chợt ngoái lại nhìn hắn, sau đó chỉ nhìn chằm chằm chứ không nói gì. Diệp Quân khó hiểu hỏi, sao thế?
Bàn Lăng lắc đầu. Thật ra thành tích của cô ta đã là rất khủng rồi. Nhưng cô ta không giải thích nhiều, vì cô ta có thể thấy Diệp Quân không biết gì về bảng đấu của nơi này. Bàn Lăng dẫn Diệp Quân đi về phía xa, trên đường đi, họ đã gặp khá nhiều người, hầu hết đều rất trẻ tuổi, nhưng khí tức lại rất mạnh. Bàn Lăng dẫn Diệp Quân đến một quán rượu, họ lên tầng cao nhất rồi ngồi xuống. Ngay sau đó đã có một cô gái mặc áo xanh đi tới, cô ta mỉm cười nói với Bàn Lăng, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy? Bàn Lăng, ta đưa bạn tới nên tiện đường qua thăm cô. Nói rồi, Bàn Lăng giới thiệu nhóm Diệp Quân với cô gái kia, đây là Lâm Lập, chúng ta vừa thu nhận, bên cạnh là công tử Diệp Quân, tỷ tỷ của hắn là Diệp An. Diệp An. Nghe thấy thế, cô gái kia lập tức trợn tròn mắt rồi hỏi Diệp Quân, ngươi là đệ đệ của Diệp An ư? Diệp Quân, đúng vậy. Cô gái lập tức có vẻ mặt kỳ lạ. Thấy thế, Diệp Quân thấy hơi câm nín, sao mấy người này cứ nghe đến tên của tỷ tỷ hắn là lại có biểu cảm lạ thế? Cô gái quan sát hắn rồi cười nói, đúng là giống thật. Bàn Lăng nói với Diệp Quân, cô ấy Hách Liên Kỳ, cũng quen tỷ tỷ của ngươi đấy. Diệp Quân, chào cô Hách. Hách Liên Kỳ cười nói, không ngờ Diệp An lại có đệ đệ, thế mà trước kia chẳng kể với ai. Diệp Quân, hai tỷ đệ chúng ta gần ít xa nhiều. Hách Liên Kỳ gật đầu, giờ chắc cô ấy đang bận, ngươi chờ một chút. Diệp Quân, được. Bàn Lăng ở cạnh đó đứng dậy rồi nói với Diệp Quân, chúng ta còn phải đến vực Cửu Châu, không ở lại đây với ngươi được nữa, gặp tỷ tỷ rồi thì chào cô ta một tiếng giúp ta. Diệp Quân gật đầu, được. Bàn Lăng lại nói với Hách Liên Kỳ, nhờ cô để ý đến hắn. Dứt lời, cô ta đi ra ngoài. Lâm Lập đi tới cạnh Diệp Quân rồi cười nói, Diệp ca, sau này gặp lại nhé. Diệp Quân mỉm cười, sau đó lấy một chục cuốn ra đưa cho Lâm Lập, đây là một môn kiếm kỹ do ta tạo ra, tên là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, ngươi có thể học một chút. Tiểu Tháp, đúng là không biết xấu hổ. Diệp Quân. Lâm Lập nhận lấy rồi nói, Diệp ca, huynh hãy cẩn thận, nếu ổn thì ta sẽ đến nương nhờ huynh. Diệp Quân. Nhóm Bàn Lăng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Quân và Hách Liên Kỳ, cô ấy chợt nhìn Diệp Quân rồi nở một nụ cười xấu xa. Diệp Quân, Kỳ cô nương, cô nhìn ta như vậy sẽ khiến ta mất tự nhiên đó. Hách Liên Kỳ cười phá lên, ngươi giống hệt tỷ tỷ của mình, rất lắm trò. Diệp Quân, cô với tỷ tỷ ta quen nhau thế nào? Hách Liên Kỳ ngồi xuống rồi nói, đánh nhau xong quen. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đánh nhau ư? Hách Liên Kỳ gật đầu, người ở đây đều cuồng đánh đấm, còn tỷ tỷ ngươi là người cuồng nhất trong đám cuồng ấy. Nhưng ta đang thấy lạ là vì sao ngươi không có chút tu vi nào? Diệp Quân cười trừ, bị phong ấn rồi. Hách Liên Kỳ quan sát Diệp Quân. Sau đó bất ngờ đặt tay phải lên vai hắn, ta không cảm nhận được sức mạnh phong ấn, lẽ nào người phong ấn có thực quá mạnh nên ta không cảm giác được. Diệp Quân không nói gì. Hách Liên Kỳ rụt tay lại rồi nói, không có tu vi mà sống ở đây thì nguy hiểm lắm, thôi thời gian tới ngươi đừng ra ngoài, không sẽ bị bắt nạt đấy. Diệp Quân gật đầu, được. Hách Liên Kỳ đứng dậy, chờ tỷ tỷ ngươi ra ngoài, ta sẽ bảo cô ấy tới tìm ngươi, phòng nghỉ của ngươi ở bên dưới. Diệp Quân, cảm ơn. Dứt lời, cô ấy quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Quân, hắn đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, vừa nhìn đã thấy xa tít tắp, tầm mắt mở rộng, phía xa xa có một tòa tháp cao chọc trời. Diệp Quân, tháp ra, thực lực của kiếm tu ban nãy thế nào? Tiểu tháp, kém hơn ngươi một chút. Diệp Quân bật cười. Đúng là thực lực của thức kiếm tiên rất được. Nhưng không thể làm tháp gia bị thương, nhưng kiếm ý của hắn có thể làm tháp gia bị thương. Dẫu sao, kiếm ý của hắn cũng có uy lực ngang với cửu thành thanh huyền kiếm. Nói một cách đơn giản thì nếu thực lực của hắn mà hồi phục thì hắn chưa thể coi là đỉnh nhất vực Cửu Châu này, nhưng cũng ở tầm trung. Cường giả đỉnh nhất chắc còn có nhóm người của bàn tộc, đạo sĩ Trương và Hòa Thượng. Đây là những người mạnh nhất mà hắn gặp thời gian qua. Diệp Quân như nghĩ tới điều gì đó nên đi vào trong tiểu tháp, hắn đến tìm Táng Cương. Cô bé đang ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh người phát ra làn sóng linh khí cực mạnh.
Diệp Quân quan sát thì thấy Táng Cương đã ở cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên, cảnh giới của cô bé tăng nhanh kinh khủng, nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì Táng Cương tu luyện bên trong tiểu tháp. Lúc này, Táng Cương chợt mở mắt rồi nhìn Diệp Phi Nhiên, hắn cười nói, tỉnh rồi à? Táng Cương chợt lấy một cái nồi cùng gói mì ra đưa cho Diệp Quân, chúng ta nấu mì ăn đi. Diệp Quân cười phớ lớ. Hắn phát hiện cô nhóc này thật sự thèm ăn mì. Diệp Quân ngồi xuống rồi nhóm lửa, bắt đầu nấu mì cho cô bé. Diệp Quân, giờ chúng ta đang ở vực Cửu Châu, người có ấn tượng gì với nơi này không? Táng Cương, có một chút, nhưng không nhớ ra được, tuy nhiên. Diệp Quân vội hỏi, tuy gì thế? Táng Cương nghiêm túc nói, nếu cho ta uống thêm chút máu của ngươi thì chắc ta sẽ nhớ ra chút gì đó đấy. Mặt Diệp Quân đầy vạch đen. Táng Cương hừ một tiếng, nhỏ mọn. Diệp Quân lắc đầu nói, thế thôi tạm thời đừng nhớ nữa, rồi ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi dạo, sau đó xem có nhớ ra gì không. Táng Cương gật đầu, được. Loáng cái mì đã chín, Táng Cương mở nồi ra ăn ngay. Như nhớ ra điều gì đó, cô bé nói với Diệp Quân, ngươi ăn không? Diệp Quân, ngươi ăn đi. Táng Cương, tỷ tỷ ngươi đâu? Diệp Quân, sao tự nhiên lại hỏi tỷ ấy? Táng Cương, mì của ta sắp hết rồi. Diệp Quân cạn lời. Tiểu tháp. Diệp Quân ngạc nhiên hỏi, sắp hết rồi ư? Táng Cương gật đầu, ừ. Diệp Quân thấy hơi lạ, tỷ tỷ để lại cho ngươi nhiều phết mà. Tiểu tháp, ngày nào cũng ăn thì bao nhiêu cho đủ. Diệp Quân câm nín. Tiểu tháp nói tiếp, ta cũng phục cô nhóc. Ăn nhiều như thế mà không thấy ngán. Diệp Quân, xem ra khi nào rảnh phải đến hệ ngân hà nhập hàng rồi. Chờ Táng Cương ăn mì xong, Diệp Quân dẫn cô bé rời khỏi tiểu tháp. Ngày nào cũng tu luyện ở trong đây thì không ổn, phải ra ngoài dạo chơi nữa chứ. Diệp Quân dẫn Táng Cương ra ngoài xong, để đảm bảo an toàn, hắn lại gọi Hách Liên Kỳ đến để cô ấy dẫn mình và Táng Cương ra ngoài chơi. Trên phố. Diệp Quân nói với Hách Liên Kỳ, phiền Kỳ cô nương rồi. Hách Liên Kỳ cười nói, chuyện nhỏ thôi, sau đó cô ta nhìn sang Táng Cương, đây là muội muội của ngươi à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Hách Liên Kỳ thật không đơn giản. Diệp Quân mỉm cười ngoảnh sang nhìn Táng Cương thì thấy cô bé đang tò mò nhìn ngó xung quanh. Diệp Quân hỏi, có thấy quen không? Táng Cương lắc đầu. Diệp Quân gật gù rồi thầm nghĩ xem ra muốn tra ra được thân phận thật sự của cô nhóc này thì không phải chuyện đơn giản. Loáng cái, Hách Liên Kỳ đã dẫn họ đến trước tháp Cửu Châu, ngọn tháp này cao tít tắp với khí thế rất lớn. Bên ngoài tháp có một màu đen tuyền, bên trên còn vẽ phù văn thần bí như ẩn chứa sức mạnh vô tận nào đó. Diệp Quân tò mò hỏi, Kỳ cô nương, có thể kể về lai lịch của tòa tháp này không? Hách Liên Kỳ nhìn tòa tháp rồi nói, tòa tháp này do Cửu Châu chủ xây dựng năm xưa, vật liệu xây dựng đến từ một vũ trụ xa lạ, lại có thêm chữ viết của Cửu Châu chủ nữa nên vô cùng kiên cố, không một sức mạnh nào phá hủy được. Ngày xưa, Cửu Châu chủ xây dựng tháp này để bồi dưỡng thiên tài cho vực Cửu Châu, để các thiên tài có một môi trường tu luyện thật tốt. Tiếc là về sau không biết tạo sao người lại rời đi và không xuất hiện lại nữa. Diệp Quân, tỷ tỷ ta đang ở bên trong à? Hách Liên Kỳ gật đầu, ừ. Diệp Quân, có bảng xếp hạng gì không? Diệp Quân chỉ về phía bên phải, ở đó có một tấm bia đá khổng lồ. Trên bia đã có hơn 90 cái tên, nhưng những cái tên trong top 10 lại rất mờ. Tò mò hỏi, đây là thứ gì? Hách Liên Kỳ giải thích, cường giả trong top 10 đều đã lựa chọn giấu tên mình đi, giờ muốn biết tên họ thì có cách thách đấu với họ thôi. Diệp Quân nhìn tấm bia đó thì không thấy có tên của tỷ tỷ mình. Hách Liên Kỳ nói tiếp, cô ấy vào top 10 rồi. Diệp Quân đang định lên tiếng thì tiểu tháp nói, nguy hiểm. Diệp Quân lập tức biến sắc mặt, sau đó vội vàng đưa Táng Cương vào trong tiểu tháp, sau đó lông măng trên người hắn dựng hết cả lên. Diệp Quân ngoái lại nhìn thì thấy có một người thiếu niên mặc áo bào màu đen chắp tay sau lưng đang mỉm cười nhìn mình từ phía xa trách bên phải. Hắn cau mày hỏi, tháp gia, nguy hiểm bắt nguồn từ tên này à? Tiểu tháp, ừ. Lúc này, Hách Liên Kỳ ở cạnh đó cũng đã phát hiện ra ánh nhìn của Diệp Quân, sao thế?
Diệp Quân nhìn chằm chằm vào người thiếu niên áo đen đó rồi nói, hắn có ác ý với ta. Hách Liên Kỳ nhớn mày, sau đó nhìn về phía người thiếu niên kia, hắn là thiếu niên thiên tài của binh đoàn đánh thuê thức thần, tên là Kim Nguyên. Binh đoàn đánh thuê thức thần. Diệp Quân xa sầm mặt. Có thể chắc chắn rằng chuyện hắn đang ở vực Cửu Châu đã bị Sáng Thế Đạo Điện phát hiện rồi. Hắn phải nhanh chóng gọi tỷ tỷ ra thôi. Hách Liên Kỳ chợt nói, tại sao hắn lại nhắm vào ngươi? Diệp Quân, chắc là do Sáng Thế Đạo Điện. Hách Liên Kỳ nghe xong thì ngờ vực hỏi, Sáng Thế Đạo Điện thì có liên quan gì? Diệp Phi Nhiên, ta đang bị nơi đó truy nã. Nghe xong, Hách Liên Kỳ trợn tròn mắt, người bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã ư? Diệp Quân gật đầu, ừm. Hách Liên Kỳ chợt có vẻ mặt kỳ quái, sao ngươi lại bị họ truy nã? Diệp Quân lắc đầu cười, chuyện này kể ra thì dài lắm. Hách Liên Kỳ, nếu ngươi đang bị họ truy nã thì đúng là gặp nguy hiểm thật. Sáng Thế Đạo Điện. Tuy thế lực này không ở vực Cửu Châu, nhưng danh tiếng của họ rất nổi ở đây. Có thể nói đến ba châu lớn cũng phải dè chừng, dẫu sao bây giờ cảnh giới của vực Cửu Châu cũng do Sáng Thế Đế Thần tạo ra. Diệp Quân gật gù, việc cấp bách bây giờ là mau liên lạc với tỷ tỷ của ta. Nói rồi, hắn nhìn về phía tháp Cửu Châu rồi nói, Kỳ cô nương, có thể bảo tỷ ấy mau ra ngoài được không? Cứ bảo ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Việc hắn cần làm gấp bây giờ chính là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục tu vi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải lôi được tỷ tỷ của hắn ra ngoài đã. Hách Liên Kỳ lắc đầu, trước đó, ta đã liên lạc với cô ấy rồi nhưng không được. Chắc đang chiến đấu. Diệp Quân chán nản. Lúc này, cậu thiếu niên ở phía xa kia đã đi tới gần bọn họ. Kim Nguyên đi tới cạnh Hách Liên Kỳ và Diệp Quân, sau đó nói với Hách Liên Kỳ, mục tiêu của ta là hắn. Cậu ta cũng khá kiêng dè Hách Liên Kỳ này, vì cô ta có lai lịch không hề đơn giản. Nghe thấy vậy, Hách Liên Kỳ lập tức lắc đầu, không được. Diệp Quân thấy hơi ngạc nhiên. Kim Nguyên híp mắt lại, cô định bảo vệ hắn ư. Hách Liên Kỳ cười nói, đương nhiên, hắn là đệ đệ của bạn ta, sao ta ngó lơ được. Không thì, còn gọi gì là nghĩa khí nữa. Kim Nguyên im lặng nhìn Hách Liên Kỳ. Cô ấy cười nói, Kim Nguyên, nếu ngươi định ra tay thì hãy nghĩ cho kỹ. Kim Nguyên bắt đầu lạnh mặt nói, Hách Liên Kỳ, cô cũng nghĩ cho kỹ. Người này là đối tượng bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã. Cô một mực bảo vệ hắn, không sợ Hách Liên tộc của mình bị liên lụy ư. Hách Liên Kỳ, thế cũng liên quan quái gì đến ngươi? Diệp Quân. Kim Nguyên xa sầm mặt, ánh mắt hằn lên tia sát khí, nhưng Hách Liên Kỳ không chút sợ hãi. Một lát sau, cuối cùng Kim Nguyên cũng không ra tay, cậu ta nhìn Diệp Quân rồi quay người bỏ đi. Kim Nguyên đi rồi, nụ cười trên mặt Hách Liên Kỳ cũng tắt, cô ta nói với Diệp Quân, chúng ta đi. Nói xong, cô ta dẫn Diệp Quân về quán rượu. Hách Liên Kỳ cầm cốc trà trên bàn lên uống một ngụm rồi nói, chuyện của ngươi nghiêm trọng đấy, Hách Liên tộc nhà ta cũng không đỡ được cho ngươi đâu. Rất thẳng thắn. Diệp Quân gật đầu, ban nãy cảm ơn cô. Hách Liên Kỳ nhìn thẳng vào hắn, ta rất tò mò sao ngươi lại chọc vào Sáng Thế Đạo Điện thế. Diệp Quân, đôi ba câu không thể kể hết được. Hách Liên Kỳ gật gù, dù thế nào thì nơi đó cũng không đơn giản, người phải hết sức cẩn thận. Diệp Quân ái ngại nói, gây phiền phức cho cô rồi. Hách Liên Kỳ lắc đầu, ngươi là đệ đệ của Diệp An thì cũng là bạn ta, nhưng dẫu sao ta cũng đại diện cho Hách Liên tộc. Diệp Quân nói ngay, ta hiểu. Hách Liên Kỳ gật đầu, ta sẽ liên lạc với tỷ tỷ ngươi thêm lần nữa, thời gian tới ngươi đừng ra ngoài. Diệp Quân, được. Hách Liên Kỳ đứng dậy rời đi. Sau khi cô ta về phòng của mình thì có một ông lão lập tức xuất hiện, ông ấy trầm giọng nói, tiểu thư, chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này. Hách Liên Kỳ bình tĩnh nói, tam thúc, gia tộc biết tin nhanh vậy ư. Ông lão gật đầu, tên kia đã bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã, ngay sau khi chúng ta biết tin thì đã có rất nhiều tín đồ của Sáng Thế Đạo Điện đến vực Cửu Châu. Hiện giờ... Nếu chúng ta còn dây dưa với tên kia thì sẽ liên lụy đến cả gia tộc. Hách Liên Kỳ gật đầu, ừm. Ông lão nói tiếp, hãy bảo hắn rời khỏi quán đi. Hách Liên Kỳ lắc đầu,
ông lão tỏ vẻ nghi hoặc. Hách Liên Kỳ, Tam Thúc, ta biết mặt lợi hại của chuyện này. Nhưng nếu bây giờ chúng ta đuổi hắn đi thì mới là làm chuyện ngu xuẩn. Ông lão càng thêm khó hiểu. Hách Liên Kỳ giải thích, Tam Thúc, khi đánh giá bất kỳ chuyện gì không thể chỉ nhìn vào mặt lợi hại trước mắt, mà phải nhìn một cách bao quát. Hắn bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã chứng tỏ hắn và thế lực phía sau hắn không hề đơn giản. Điều này không còn gì để bàn cãi, hơn nữa hắn còn là đệ đệ của Diệp An. Sau đó, cô ấy ngập ngừng một lát mới nói tiếp, nếu giờ chúng ta đuổi hắn đi thì sẽ được lợi từ Sáng Thế Đạo Điện ư. Không hề, họ không nể nang gì mình đâu. Không chỉ vậy, chúng ta còn đắc tội với Diệp An, cũng khiến người ngoài chê cười. Dẫu sao, ta và Diệp An cũng là bạn bè, mà chuyện này thì ai cũng biết. Nếu giờ ta đuổi đệ đệ của cô ấy đi thì người ngoài sẽ đánh giá chúng ta ra sao? Ta phải đối mặt với Diệp An thế nào? Ông lão trầm mặc nói, nhưng hắn vẫn đang bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã, nếu không rạch ròi quan hệ với hắn thì cả gia tộc Hách Liên cũng bị vạ lây. Hách Liên Kỳ lắc đầu, ta thấy chúng ta nên nhìn dưới một góc độ khác. Ông lão nhìn Hách Liên Kỳ, cô ta nói, Tam Thúc, từ góc độ tình cảm mà nói thì giờ nếu ta đuổi đệ đệ của Diệp An ra ngoài, sau đó hắn bị giết thì ta sẽ mất nghĩa khí, ta không muốn làm vậy. Nếu nhìn dưới góc độ lợi ích của gia tộc thì ta thấy chúng ta có thể đầu tư một chút. Ông lão cau mày hỏi, đầu tư vào cậu thiếu niên kia ư? Hách Liên Kỳ, không, mà là Diệp An. Diệp An. Nghe xong, ông lão chỉ im lặng. Ông ấy có biết danh tiếng của Diệp An, cô gái này vừa đến vực Cửu Châu đã chinh phục bảng xếp hạng ngay, sau đó đi thẳng vào top 10. Có thể nói là người tiến vào bảng xếp hạng nhanh nhất trong lịch sử của vực Cửu Châu. Cô ấy chắc chắn không phải người bình thường. Hách Liên Kỳ nói tiếp, ta nghĩ có thể đánh cược một phen. Tam Thúc, Trác Thúc cũng biết nhiều năm qua, gia tộc mình có rất ít đồng minh. Lý do cũng bởi chúng ta quá thận trọng, nhưng Thúc cũng biết mà, muốn làm được việc lớn thì buộc phải mạo hiểm. Ông lão, ta hiểu ý của tiểu thư, nhưng đó là Sáng Thế Đạo Điện đấy. Hách Liên Kỳ híp mắt lại, vì là Sáng Thế Đạo Điện nên mới đáng để mình đánh cược. Ông lão đã hiểu ý của Hách Liên Kỳ. Người bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã chắc chắn không đơn giản. Hách Liên Kỳ, ta và Diệp An quen biết đã lâu nhưng ta không hề biết gì về thế lực đứng sau cô ấy cả. Song, từ lời nói và hành động của cô ấy có thể thấy đó là một thế lực phi thường. Ông lão thở dài nói, ta hiểu ý tiểu thư rồi, nhưng chắc tiểu thư cũng biết Sáng Thế Đạo Điện mạnh cỡ nào. Chuyện này chúng ta không thể tự quyết định trong đôi ba câu được, phải hỏi ý kiến gia chủ. Hách Liên Kỳ gật đầu, được. Ông lão quay người rời đi. Hách Liên Kỳ chậm chậm nhắm mắt lại. Sở dĩ cô ta đến vực Cửu Châu là vì muốn làm chuyện lớn, trực giác cho cô ta biết Diệp Quân này chính là cơ hội của cô ta. Đương nhiên không phải cô ta nổi hứng bất chợt hay suy nghĩ trong lúc nóng vội. Sau thời gian quen biết Diệp An, cô ta phát hiện điều đáng sợ nhất ở Diệp An không phải thiên bẩm, mà là lời nói cùng hành động. Cô ta luôn rất tự tin, tuy tiếp xúc với những người có thân phận hiển hách như Hách Liên Kỳ, Diệp An vẫn thích ứng một cách ngon lành. Sự tự tin ấy không đơn giản là dựa vào thiên bẩm. Khi nhìn thấy Diệp Quân, Hách Liên Kỳ phát hiện trên người hắn cũng có sự tự tin ấy. Dù tiếp xúc với Hách Liên Kỳ hay Bàn Lăng thì hắn vẫn rất bình tĩnh và ứng đối thỏa đáng. Hơn nữa, có một chi tiết nhỏ chính là lúc nhắc đến Sáng Thế Đạo Điện, Diệp Quân chẳng hề có vẻ sợ hãi chút nào. Những điều ấy chứng tỏ tỷ đệ nhà này không đơn giản. Đó cũng là lý do mà ban nãy cô ta trực tiếp đối đầu với Kim Nguyên, dù cuối cùng cô ta không giúp được tỷ đệ họ thì hành động bản nãy của cô ta cũng đủ ân tình rồi. Hách Liên Kỳ chợt lắc đầu cười. Cô ta thấy hơi ngưỡng mộ Diệp An. Vì khi tiếp xúc với Diệp An, cô ta phát hiện Diệp An là một người rất đơn thuần, không hề có tính toán với bất kỳ ai, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, không gò bó. Nhưng Hách Liên Kỳ thì khác, cô ta làm gì cũng phải suy nghĩ đến lợi ích của gia tộc. Đúng lúc này, Hách Liên Kỳ chợt ý thức được điều gì đó. Cô ta đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó phải nhíu mày, vì xung quanh quán đã có khá nhiều khí thức thần bí. Đến rồi. Hách Liên Kỳ sa sầm mặt, sau đó vội lấy một lá bùa truyền tin ra bóp nát, Diệp An, đệ đệ cô đang gặp nguy hiểm, mau đến đi. Nhưng không hề có hồi âm.
Hách Liên Kỳ lại gửi thêm vài lá bùa nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Hách Liên Kỳ đen mặt, hai người này có đúng là tỷ đệ ruột không vậy? Đúng lúc này, có một ông lão chậm chậm đi về phía quán rượu. Có hai người đi theo ông ta, một trong số đó chính là Kim Nguyên, người còn lại thì là Thức Kiếm Tiên. Trong đại điện, Hách Liên Kỳ ngồi ở chủ vị, ngồi đối diện cô ta là một ông lão, sau lưng ông lão kia là Kim Nguyên và Thức Kiếm Tiên. Hách Liên Kỳ cười nói, hóa ra là Cố lão. Cố lão? Phó đoàn trưởng binh đoàn lính đánh thuê thức thần đồng thời cũng là người đứng vị trí thứ hai trong binh đoàn lính đánh thuê thức thần. Cố lão nhìn chằm chằm Hách Liên Kỳ, Hách Liên Kỳ, cô không có tư cách nói chuyện với lão phu, bảo cha cô ra nói đi. Nói xong, ông ta từ từ nhắm mắt lại. Sắc mặt Hách Liên Kỳ trở nên lạnh lùng, đúng lúc đó có một ông lão khác đột nhiên bước vào đại điện. Người tới là Hách Liên Vũ, cũng chính là cha của Hách Liên Kỳ. Thấy Hách Liên Vũ đến, Hách Liên Kỳ đứng dậy hành lễ với ông ta cha. Hách Liên Vũ khẽ gật đầu sau đó nhìn sang phía Cố lão, nói chuyện với ngươi. Ta cảm thấy ngươi chưa đủ tư cách đâu, bảo đoàn trưởng của các ngươi tới đi. Khóe miệng Hách Liên Kỳ hơi nhếch lên. Nghe thấy lời Hách Liên Vũ nói, cặp mắt của Cố lão híp lại. Mà ở sau lưng ông ta, Thức Kiếm Tiên đang vung kiếm hướng về phía trước, một luồng kiếm khí vô hình bao lấy cả tòa đại điện. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng khí tức thần bí bỗng khóa Thức Kiếm Tiên lại. Mắt Thức Kiếm Tiên híp lại, quay đầu nhìn về phía cửa. Nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng dựa người vào cửa. Miệng người đàn ông đấy ngậm một cây cỏ dại, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm gã. Thức Kiếm Tiên hô lên, Hách Liên Phu. Hách Liên Phu. Lời vừa dứt, mặt Cố lão biến sắc. Vị này cũng không phải người bình thường, vài năm trước ông ta từng là sự tồn tại khủng khiếp đứng thứ 6 trong bảng Cửu Châu. Người có thể vào tới hạng 10 đều là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt, năm đó thành tích tốt nhất của Thức Kiếm Tiên cũng chỉ mới dừng ở 13. Sắc mặt Thức Kiếm Tiên cứng lại, gã cũng từng tham gia thi tài ở bảng Cửu Châu nên dĩ nhiên cũng hiểu người có thể bước vào hạng 10 trở lên kinh khủng cỡ nào. Càng không cần phải nói vị Hách Liên Phu trước mặt này đã đánh tới vị trí thứ 6 trên bảng Cửu Châu. Cố lão nhìn Hách Liên Phu sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hách Liên Vũ, Vũ gia chủ, các ngươi muốn bảo vệ tên Diệp Quân kia thật sao? Hách Liên Vũ xua tay, Diệp Quân là ai, ta không biết. Thứ ta khó chịu là thái độ của các ngươi, vừa vào đã ra vẻ cao ngạo, người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng nhà họ Hách Liên ta sợ binh đoàn lính đánh thuê thức thần của các ngươi. Sắc mặt Cố lão trầm xuống, ông ta định nói gì đó thì Hách Liên Vũ tiếp tục nói, đừng nói nhảm, người không có tư cách nói chuyện với ta, bảo đoàn trưởng của các ngươi tới đi. Sắc mặt Cố lão tái xanh vì tức giận, ông ta nhìn chằm chằm Hách Liên Vũ, ánh mắt tà ác. Đúng lúc này, Hách Liên Vũ bỗng nhiên nói cút. Lời vừa dứt, đám người Cố lão đều bị chấn động. Cố lão lạnh lùng nhìn Hách Liên Vũ. Cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn tránh voi chẳng xấu mặt nào, rồi quay người đưa mọi người rời đi. Lúc tới cửa, Cố lão đột nhiên dừng lại, ông ta quay đầu nhìn Hách Liên Vũ, cười nhạt nói, nhà họ Hách Liên được lắm. Nói xong, ông ta dẫn mọi người biến mất. Trong đại điện, sắc mặt Hách Liên Vũ trầm như nước, ông ta im lặng không nói lời nào. Hách Liên Kỳ bước tới trước mặt Hách Liên Vũ cha. Vẻ mặt Hách Liên Vũ khá hơn một chút, ông ta nhìn về phía Hách Liên Kỳ, Tam Thúc đã nói ý tưởng của con cho ta. Hách Liên Kỳ vội nói, cha có ý gì? Hách Liên Vũ nói, ta khá tán thành với ý tưởng của con. Theo như lời con nói nếu lúc này giao Diệp Quân ra thì dù ta không xích mích với thế lực đứng sau hắn và Diệp An. Nhưng làm vậy cũng là cắt đứt mối quan hệ giữa con và Diệp An, hơn nữa nhà họ Hách Liên ta cũng sẽ bị người khác xem thường. Bán đứng bạn bè. Người như vậy dù đi đến đâu cũng sẽ bị xem thường thôi. Hách Liên Kỳ trầm giọng nói, cha, còn Sáng Thế Đạo Điện. Sáng Thế Đạo Điện. Vẻ mặt của Hách Liên Kỳ cũng trở nên nghiêm trọng. Thế lực này dù không ở Cửu Châu nhưng thực lực rất kinh khủng. Đặc biệt là vị Sáng Thế Đế Thần trong truyền thuyết kia, nghe nói ông ta đã tiến vào nền văn minh vũ trụ cấp 9. Hách Liên Vũ trầm giọng nói, bọn ta muốn gặp vị Diệp công tử này. Tình nghĩa cũng quan trọng nhưng nhất định phải cân nhắc đến lợi ích gia tộc.
ông ta không thể vì tình nghĩa mà bỏ qua lợi ích gia tộc, vì vậy ông ta phải tự mình đi gặp vị Diệp công tử này rồi đưa ra một quyết định cuối cùng. Hách Liên Kỳ vội nói, con đi mời hắn tới. Nói xong cô ta bước ra ngoài, chỉ một thoáng sau Hách Liên Kỳ đã đưa Diệp Quân bước vào đại điện. Thấy Diệp Quân, Hách Liên Vũ khẽ mỉm cười, chào Diệp công tử, ta là cha của Tiểu Kỳ Hách Liên Vũ. Tiểu Kỳ và tỷ tỷ ngươi thân như tỷ muội, theo như bối phận ngươi có thể gọi ta một tiếng bá phụ. Diệp Quân ôm quyền nói, Vũ bá phụ, vừa rồi binh đoàn lính đánh thuê thức thần đã tới đây à? Hách Liên Vũ gật đầu, đã tới. Diệp Quân trầm giọng nói, ta đã rước thêm phiền toái cho mọi người rồi, ta sẽ lập tức rời đi, không để mọi người bị liên lụy. Diệp công tử. Lúc này, Hách Liên Vũ bỗng nhiên nói, Diệp công tử, người đừng xa lạ như vậy. Diệp Quân nhìn Hách Liên Vũ, Hách Liên Vũ mỉm cười nói, ta đã đuổi binh đoàn lính đánh thuê thức thần đi rồi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Vũ tiền bối, ông làm vậy là... Hách Liên Vũ cười nói, chẳng phải vừa nãy ta đã nói rồi sao? Tỷ tỷ của ngươi và Tiểu Kỳ là tỷ muội, ngươi cũng được coi là người nhà ta. Bây giờ nếu bọn ta giao ngươi ra thì người đời sẽ nhận xét bọn ta thế nào đây? Diệp Quân nghĩ gì đó, hắn mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, hắn mỉm cười nói, tiền bối, các vị chúng ta đổi nơi khác để trò chuyện nhé. Vừa nói hắn vừa dẫn mọi người vào bên trong tiểu tháp. Bây giờ hắn cũng không dám làm điều gì bậy bạ, hắn hiểu rất rõ đối phương sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Đối phương gọi hắn tới không chỉ để nói những lời này. Mục đích thực sự của họ là muốn thấy con bài tẩy của Diệp Quân, nếu hắn không hiểu thâm ý này mà cứ vô tri ứng phó thì chắc chắn sẽ bị đối phương khinh thường. Những thế lực này không thể đơn thuần chỉ nói chuyện tình nghĩa đơn thuần, thứ họ nói phải đi kèm lợi ích. Khi Diệp Quân dẫn mọi người đi vào tiểu tháp, Hách Liên Vũ là người đầu tiên nghiêm mặt. Mà trong mắt Hách Liên Phu cũng nhiều thêm một phần nghiêm túc. Chỗ này rất nghịch thiên. Một lát sau, Hách Liên Vũ nhìn Diệp Quân, ông ta trầm giọng nói, cậu Diệp, nơi này là... Diệp Quân cười nói, ta được một vị trưởng bối chế tạo cho không gian đặc biệt này, chuyên dùng để tu luyện. Hách Liên Vũ do dự một hồi sau đó nói, vị trưởng bối đó là... Diệp Quân trả lời, cô của ta. Thấy Diệp Quân không nói gì thêm, dù Hách Liên Vũ tò mò nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều, ông ta lập tức cười nói, cậu Diệp, tu vi của ngươi. Diệp Quân nói, vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên tu vi của ta bị phong ấn, lần này tới vực Cửu Châu là để khôi phục lại tu vi. Hách Liên Phu đột nhiên hỏi, nếu tu vi của ngươi khôi phục thì thực lực của ngươi thế nào? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, mạnh hơn Thức Kiếm Tiên vừa nãy nhưng vẫn yếu hơn tiền bối một bậc. Người mạnh nhất trong đại điện không phải là Hách Liên Vũ mà là Hách Liên Phu. Hách Liên Phu cười nói, ngươi rất giỏi rồi. Còn trẻ đến vậy mà thực lực đã có thể vượt qua Thức Kiếm Tiên, hắn đã khá lợi hại. Diệp Quân mỉm cười rồi nghiêm mặt nói, hai vị tiền bối, giữa ta và Sáng Thế Đạo Điện quả thật có mâu thuẫn, đây là chuyện giữa ta và họ, liên lụy tới các ông, thật sự là... Khách khí rồi. Hách Liên Vũ đột nhiên nói, cậu Diệp, người thật sự quá khách khí. Cho tới bây giờ nhà họ Hách Liên ta đã khó có thể phủi sạch quan hệ với chuyện này. Tóm lại binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, khoảng thời gian này ngươi có ở lại quán rượu này, người của binh đoàn lính đánh thuê thức thần không vào đây được đâu. Diệp Quân suy nghĩ rồi cũng không từ chối nữa, hắn lập tức ôm quyền nói, vậy thì đa tạ. Hách Liên Vũ cười khẽ sau đó dẫn người của nhà họ Hách Liên rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài, bên trong căn phòng, các trưởng lão cốt cán của nhà họ Hách Liên đều đã có mặt ở đây. Hách Liên Vũ dẫn đầu nhìn Hách Liên Phu, sao rồi? Hách Liên Phu nói, thực lực của người chế tạo không gian đó sâu không lường được. Sâu không lường được. Nghe vậy, sắc mặt của Hách Liên Vũ cứng đơ lại. Ông ta biết Hách Liên Phu kiêu ngạo ra sao, có thể khiến ông ta nói ra những lời này chứng tỏ Hách Liên Phu đã chấn động với cái không gian đặc biệt kia. Dĩ nhiên không chỉ có Hách Liên Phu, ông ta cũng bị chấn động. 10 năm trong tháp bằng một ngày ở đời thực, đây là thủ đoạn thần tiên gì thế? Hách Liên Kỳ đột nhiên nói, chắc chắn binh đoàn lính đánh thuê thức thần sẽ không bỏ qua đâu. Hách Liên Vũ gật đầu, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua.
Cơ mà thế cũng chẳng sao cả, trước mắt việc này mới chỉ có chúng ta biết thôi. Trước khi tới đây ta mới biết hóa ra bọn họ đã giết tới Bản Châu, bây giờ Bản Châu đã kéo họ vào đối tượng thù địch với mình. Ta đã phái người đi giao thiệp với Bản Châu, bọn họ đồng ý đối phó binh đoàn lính đánh thuê thức thần cùng chúng ta. Hách Liên Kỳ hơi ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng hiểu ra. Xem ra ban đầu cha cô ta chọn giúp đỡ Diệp Quân thật ra không chỉ vì nhìn thấy thế lực sau lưng Diệp Quân và Diệp An mà còn có cả Bản Châu. Những năm qua nhà họ Hách Liên vẫn luôn muốn tiến vào vực Cửu Châu, nhưng họ làm gì được khi thực sự không có bạn bè ở đây. Chính vì thế những năm qua họ chỉ có những sắp xếp nhỏ, song bây giờ nếu họ có thể hợp tác liên thủ với Bản Châu thì đây chính là trợ giúp lớn trong quá trình tiến vào vực Cửu Châu của nhà họ Hách Liên. Hơn nữa binh đoàn lính đánh thuê thức thần còn có thủ với binh đoàn lính đánh thuê thổ phỉ, điều này có nghĩa là nhà họ Hách Liên cũng có thể liên minh với binh đoàn lính đánh thuê thổ phỉ. Tiếc là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê thổ phỉ đã biến mất, nhiều năm qua rất nhiều nơi từng là địa bàn của binh đoàn lính đánh thuê thổ phỉ đã bị binh đoàn lính đánh thuê thức thần xâm chiếm. Hách Liên Phu vẫn luôn im lặng đột nhiên nói, vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn ta phải nhanh chóng điều động các cường giả trong gia tộc tới đây. Hách Liên Vũ gật đầu nói, đúng vậy, vừa nói ông ta vừa nhìn về phía Hách Liên Phu, lão bát, đệ phải ở lại đây để trấn thủ cho nơi này, tránh cho binh đoàn lính đánh thuê thức thần kia tập kích bất ngờ. Hách Liên Phu khẽ gật đầu, được. Hách Liên Kỳ đột nhiên nói, binh đoàn lính đánh thuê thức thần vẫn ổn, điều khiến ta lo lắng chính là Sáng Thế Đạo Điện kia, lần này chúng ta không biết thực lực của bên Sáng Thế Đạo Điện kia thế nào. Hách Liên Vũ im lặng một lát rồi nói, ta đã phái người đi điều tra toàn diện về Sáng Thế Đạo Điện. Hách Liên Phu đột nhiên nói, không sao, có thể thực lực của người chế tạo ra cái không gian đặc biệt kia đã vượt qua nhận biết của chúng ta. Có được một người như vậy thì 10 Sáng Thế Đạo Điện ta cũng không sợ. Ván này nhà họ Hách Liên ta muốn tăng tiền cược, điên cuồng tăng tiền cược. Vừa nói ông ta vừa nhìn về phía Hách Liên Vũ, chuyện này phải để Lão Đại Huynh và mọi người cùng quyết định. Hách Liên Vũ im lặng một lát rồi nói, các vị, chuyện này liên quan đến sự sống chết của nhà họ Hách Liên ta. Nếu ai muốn đánh cược xin hãy giơ tay. Vừa nói ông ta vừa giơ tay lên, Hách Liên Kỳ nheo mắt giơ theo sau, Hách Liên Phu cũng giơ vậy. Thấy vậy, rất nhiều trưởng lão trong nhà họ Hách Liên cũng rối rít giơ tay lên theo. Một vị trưởng lão giơ tay lên rồi đột nhiên nói, cả gia tộc ta đồng tâm, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Cả gia tộc đồng lòng, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Nhà họ Hách Liên có thể đi đến hôm nay đều nhờ vào sự đoàn kết của cả gia tộc, đặc biệt là sự nhất trí về cách đối xử với người bên ngoài. Hách Liên Vũ nhìn về phía Hách Liên Phu, trầm giọng nói, tiểu Phu, lẽ nào cái không gian đặc biệt ấy còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của chúng ta? Mặc dù ông ta là gia chủ nhưng thực là và tầm nhìn đều kém hơn Hách Liên Phu. Những năm qua Hách Liên Phu lang bạt qua các đại vũ trụ, thực lực và kiến thức sớm đã vượt qua đại đa số người của nhà họ Hách Liên. Chẳng qua là vì ông ta không thích xử lý những chuyện vụn vặt này thôi, chứ nếu không gia chủ nhà họ Hách Liên chính là ông ta. Hách Liên Phu gật đầu, có thể nghịch chuyển thời gian ở hai thế giới, thủ đoạn này ta chưa bao giờ nghe, hơn nữa có thể thứ đó cũng chỉ là thứ đối phương tiện tay làm ra thôi. Tiện tay làm. Nghe thấy vậy. Mọi người đều rất hoảng sợ, Hách Liên Vũ vội nói, sao lại nói thế? Hách Liên Phu nói, khi nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của chúng ta, vẻ mặt của vị Diệp công tử kia rất bình tĩnh. Hơn nữa lời hắn nói không muốn liên lụy chúng ta cũng không phải là lời nói dối. Hắn thật sự không nghĩ tới việc phải dựa vào chúng ta. Ông ta nhìn về phía Hách Liên Vũ, lần này may mà nhờ đại ca vô liêm sỉ, nếu không e rằng nhà họ Hách Liên ta cũng sẽ bỏ lỡ phần cơ duyên này rồi. Ha ha! Lời vừa dứt, mọi người trong điện đều phá lên cười, Hách Liên Kỳ nhìn cha mình rồi lại quay sang nhìn bát thúc. Không thể không nói cô ta hơi cảm khái, gia tộc bình thường đều sẽ có đấu đá nội bộ nhưng nhà họ Hách Liên lại không có, đời này cha cô ta và các huynh đệ khác không hề có bất kỳ sự đấu đá nào. Phải biết rằng, các đại thế gia khác vì chức gia chủ mà có thể tranh nhau sứt đầu chảy máu. Nhưng ở nhà họ Hách Liên tất cả mọi người đều ủng hộ cha cô ta. Bao gồm cả bát thúc vị cường giả mạnh nhất nhà họ Hách Liên. Nhà họ Hách Liên có thể phát triển nhanh đến vậy không thể không kể đến sự đoàn kết của cả gia tộc. Bên ngoài,
Sau khi Cố lão dẫn mấy người kia rời khỏi quán rượu, đứng giữa những tầng mây, Cố lão và hai người kia đưa mắt nhìn xuống quán rượu, sắc mặt trầm như nước. Ông ta không ngờ nhà họ Hách Liên lại bảo vệ tên Diệp Quân kia đến vậy. Thức kiếm tiên đột nhiên nói, Cố lão, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Cố lão nhìn về phía thức kiếm tiên, thức kiếm tiên trầm giọng nói, nhà họ Hách Liên không thể nào không biết Diệp Quân là kẻ địch của Sáng Thế Đạo Điện nhưng bọn họ vẫn lựa chọn giúp đỡ. Việc này chỉ có một cách giải thích, họ coi Diệp Quân là người có giá trị giúp đỡ. Cố lão híp mắt lại, có giá trị giúp đỡ. Thức kiếm tiên gật đầu, còn cả Bàn Châu kia nữa, theo ta điều tra thì người này là người được người đứng đầu Bàn Châu dẫn ra khỏi trấn Cửu Châu. Người kia chẳng qua chỉ là một người bình thường, không thể nào bị vị kia nhìn trúng được, hơn nữa vị kia còn đưa hắn ra ngoài, để lãng phí một vài người có giá trị. Nói đến đây, gã nhìn xuống quán rượu phía dưới, hơn nữa người này có thể còn bị Sáng Thế Đạo Điện truy nã, điều này rất không bình thường. Nếu hắn chỉ là một người bình thường Sáng Thế Đạo Điện hoàn toàn không cần truy nã hắn, cứ giết thẳng tay là được. Nhưng bây giờ Sáng Thế Đạo Điện đã truy nã hắn ở mọi vũ trụ. Dĩ nhiên chuyện này thật sự không đơn giản. Cố lão nhìn quán rượu bên dưới, ý ngươi là có thế lực đứng sau lưng hắn. Thức kiếm tiên gật đầu, chắc chắn sau lưng hắn có một thế lực cường đại chống lực. Sức mạnh của thế lực này có lẽ còn vượt qua cả dự liệu của chúng ta. Vừa nói gã vừa nhìn về phía Cố lão, chúng ta nhận được sự giúp đỡ từ Vũ Châu nhưng đã đắc tội Bàn Châu. Nếu bây giờ ta tiếp tục nhắm vào hắn có lẽ ta sẽ chọc phải một kẻ địch mạnh. Cố lão trầm giọng nói, người nói có lý, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là chọn kết giao với Sáng Thế Đạo Điện và Vũ Châu, trở thành đồng minh với bọn họ sau đó diệt trừ hoàn toàn binh đoàn lính đánh thuê thổ phỉ. Vừa nói ông ta vừa nhìn về phía thức kiếm tiên, muốn có được phải trả giá. Thức kiếm tiên im lặng. Cố lão tiếp tục nói, hơn nữa quan hệ của Diệp Quân và Bàn Châu đã quá gần gũi, còn chúng ta thì đã trở thành tử địch của Bàn Châu. Trong tương lai nếu có lúc ta và Bàn Châu phải đấu một trận người chết ta sống thì ngươi nói xem, hắn sẽ giúp Bàn Châu hay là giúp chúng ta? Thức kiếm tiên nhẹ giọng nói, nhưng thế lực đứng sau Diệp Quân. Cố lão phất tay, đừng sợ, có Sáng Thế Đạo Điện cô ta đỡ, dù thế lực sau lưng hắn có mạnh hơn nữa cũng không thể trở mình được. Chúng ta đã đặt toàn bộ tiền cược vào Sáng Thế Đạo Điện, ta và Sáng Thế Đạo Điện đã đạt được quan hệ liên minh. Đây chính là phương hướng chiến lược hiện nay của binh đoàn lính đánh thuê thức thần. Thức kiếm tiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cố lão nhìn về phía quán rượu bên dưới, cười nhạt, vì một thế lực không rõ ràng mà dám đắc tội với Sáng Thế Đạo Điện, ta chỉ có thể nói cả nhà họ Hách Liên toàn một lũ ngu xuẩn. Nói xong, ông ta dẫn hai người kia rời đi. Dựa trên quyết định của nhóm người Hách Liên Vũ, các cường giả cấp cao trong nhà họ Hách Liên đều đã đuổi tới vực Cửu Châu. Thành Cửu Châu. Sau khi Bàn Lăng dẫn hai người Lâm Lập vào thành Cửu Châu, cô ta dẫn hai người họ tới một khu vực huấn luyện đặc biệt. Ban đầu chỗ này được Bàn tộc xây dựng để dành riêng cho tu luyện thực chiến. Người phụ trách nơi này tên là Bàn Kình, là một vị trưởng lão của nhà họ Bàn. Bàn Kình thấy thiên phú của Lâm Lập thì mừng rỡ như điên, nhà họ Bàn có thiên tài cỡ này, tương lai dù không thể xưng bá nhưng họ đã có thể tự vệ được rồi, không để người khác bắt nạt. Trong điện, Bàn Kình đột nhiên hỏi, nhóc con, không phải ngươi nói ngươi còn dẫn theo một vị thiên tài từ trấn Cửu Châu về à? Người đâu? Bàn Lăng nói, ta để hắn đi rồi. Bàn Kình ngạc nhiên, để hắn đi. Bàn Lăng gật đầu, Bàn Kình trầm giọng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Bàn Lăng kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Nghe Bàn Lăng nói xong, Bàn Kình trầm giọng nói, nhóc con, ta cảm thấy chuyện này ngươi xử lý hơi qua loa. Bàn Lăng nhìn về phía Bàn Kình nhìn chằm chằm cô ta, cách làm của ngươi rất cẩn thận, đã giảm cho chúng ta giảm bớt một chút phiền toái, đặc biệt là giảm bớt phiền toái đến từ Sáng Thế Đạo Điện. Nhưng ngươi quên một điều rồi, hắn chính là người được cha ngươi đưa ra ngoài, cha ngươi có thực lực như thế nào? Tầm mắt ra sao, người bình thường nào có thể lọt vào mắt ông ấy sao? Ông ấy đã đưa vị Diệp công tử này về, chứng tỏ vị Diệp công tử này chắc chắn không phải người bình thường. Bàn Lăng trầm giọng nói, ta biết, nhưng ta vẫn cảm thấy vì hắn mà đắc tội với Sáng Thế Đạo Điện thì không đáng. Bàn Kình khẽ lắc đầu, dù đáng giá hay không đáng giá thì chuyện này cũng không nên tùy tiện quyết định.
ngươi nên thông báo cho cha ngươi trước, để cha ngươi định đoạt. Dù sao hắn cũng là người cha ngươi đưa ra ngoài, hơn nữa vì để đưa hắn ra ngoài mà mất đi cơ hội đưa một người khác ra. Bàn Lăng yên lặng không nói. Bàn Kinh tiếp tục nói, và lại tỷ tỷ của hắn còn là Diệp An. Nói đến đây, ông ta nhìn Bàn Lăng rồi cao giọng nói. Sắc mặt Bàn Lăng vẫn bình tĩnh, không sao, nhà họ Bàn ta không cần dựa vào người khác. Bàn Kinh thấp giọng thở dài nói có thể nói vậy nhưng làm thì không thể làm vậy được. Nói đến đây, ông ta không nói gì nữa. Sau khi Bàn Kinh đi, Bàn Lăng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bình tĩnh nói, sau này nhà họ Bàn sẽ phải cảm ơn quyết định này của ta. Tháp Cửu Châu, mỗi ngày Diệp Quân đều giúp Táng Cương tu luyện bên trong tiểu tháp sau đó nấu mì gói cho cô bé ăn. Dĩ nhiên vì mì gói đã gần hết nên hắn thường xuyên đổi cách nấu cho cô bé ăn. Bây giờ khẩu vị của Táng Cương đã cực kỳ kén chọn. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Quân, tu vi của Táng Cương cũng tăng mạnh. Thật ra chính Diệp Quân cũng bị hoảng sợ, bởi hắn phát hiện tu vi của Táng Cương tăng nhanh đến bất thường. Diệp Quân hỏi, tháp gia, người có cảm thấy tốc độ tu luyện của nhóc con này hơi bất thường không? Tiểu tháp trả lời, cũng được. Diệp Quân khẽ nhíu mày. Tiểu tháp lại nói, tháp gia ta đã từng thấy quá nhiều thiên tài. Có ông nội ngươi, có cha ngươi và còn vô số người nữa. Tốc độ tu luyện này mặc dù rất nhanh nhưng trong mắt ta thì thật ra cũng chỉ có vậy thôi. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, tháp gia này sao bỗng dưng ngầu thế? Tiểu tháp nói, tốc độ tu luyện của cô bé càng nhanh càng có lợi cho ta, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc rất có thể cô bé sẽ nhớ lại gì đó. Diệp Quân gật đầu. Một lát sau, hắn rời khỏi tiểu tháp đi tìm Hách Liên Kỳ, Kỳ cô nương, có tin tức gì của tỷ tỷ ta không? Hách Liên Kỳ lắc đầu, không có. Sắc mặt Diệp Quân u ám. Tỷ thật không đáng tin mà. Hách Liên Kỳ cười nói, người đừng lo lắng, cường giả của nhà họ Hách Liên ta đã tới đây. Và lại bát thúc ta cũng ở đây, có ông ấy, trừ phi cường giả cấp cao của sáng thế đạo điện đến. Nếu không, không ai làm gì được ngươi. Diệp Quân lắc đầu cười đáp, lần này làm phiền các cô. Hách Liên Kỳ nghiêm túc nói, Diệp công tử, giữa chúng ta không nên nói lời giả tạo. Bây giờ bọn ta giúp đỡ ngươi là hy vọng có một ngày ngươi cũng có thể giúp đỡ bọn ta. Mọi người đều là bạn, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cảm thấy như vậy có ổn không? Diệp Quân nhìn Hách Liên Kỳ, cười nói, trước mắt đối với ta mà nói đây dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng Kỳ cô nương, sáng thế đạo điện không phải một thế lực đơn giản đâu. Hách Liên Kỳ gật đầu, bọn ta biết. Bọn ta cũng đang điều tra sáng thế đạo điện. Trước mắt bọn ta nắm được rất ít thông tin, bọn ta chỉ biết vị sáng thế đế thần kia có vô số tín đồ. Hiện tại rất nhiều tín đồ đang trên đường tới vực Cửu Châu, nhưng người tới là những ai, thực lực ra sao bọn ta không hề biết. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Nếu tu vi vẫn còn hắn sẽ không biết thế nào là sợ. Có kiếm ý trật tự cộng thêm kiếm thanh huyên. Tuy không thể nói là vô địch nhưng chỉ cần không gặp phải cường giả cao cấp như Phạm Chiêu Đế thì hắn hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng bây giờ hắn đã mất hết tu vi, chỉ còn tháp gia. Tháp gia lại chỉ có thể chống đỡ. Mặc dù mỗi tháng hắn có thể khôi phục tu vi một lần nhưng vốn dĩ đấy là một chuyện rất vớ vẩn vì nó chỉ có thể duy trì trong một giờ, hơn nữa thời gian có thể sẽ ngắn hơn. Dù sao vì chuyện của ông nội trước đây mà hình như cô vẫn tức giận. Ai mà biết đặc quyền mỗi tháng khôi phục tu vi một lần này có thể dùng được hay không? Tỷ tỷ. Trời đất bao la trước mắt chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ. Diệp Quân nhìn Hách Liên Kỳ, trầm giọng nói, Kỳ cô nương có thể vào tháp tìm người được không? Hách Liên Kỳ lắc đầu, không được, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Đúng lúc này, dường như Hách Liên Kỳ ý thức được gì đó. Cô ta đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, Diệp Quân cũng bước tới cạnh cô ta. Dưới lối vào quán rượu có một người đàn ông trung niên đang từ từ bước lại đây. Ông ta bước tới dưới quán rượu rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, nghe theo mệnh lệnh của đế thần, giết Diệp Quân. Thử xem. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang khắp trời đất. Diệp Quân nhìn về phía người vừa lên tiếng, người đó chính là Hách Liên Phu. Hách Liên Phu ngồi ở một quán nhỏ cách quán rượu không xa, tay ông ta cầm ly rượu, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc thấy gã đàn ông trung niên, ông ta nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.
Gã đàn ông đứng trước quán rượu chậm rãi quay người nhìn về phía Hách Liên Phu, cười khẽ, một con kiến hôi nho nhỏ mà cũng dám nói năng ngông cuồng. Vừa nói gã vừa nhảy lên phía trước một bước. Cú nhảy này khiến thời không và thời gian ở chỗ gã và Hách Liên Phu trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Hách Liên Kỳ đứng trên quán rượu bỗng trở nên nghiêm trọng. Lẽ nào vị trước mắt lại là cường giả cảnh giới đạo đế? Một người tùy tiện đến thôi nhưng đã là cảnh giới đạo đế ư? Vẻ mặt của Hách Liên Kỳ càng lúc càng nghiêm trọng, cô ta bỗng nhận ra dường như cả nhà họ Hách Liên đã đánh giá thấp sáng thế đạo điện rồi. Hách Liên Kỳ quay đầu nhìn Diệp Quân, nếu họ đã đánh giá thấp sáng thế đạo điện một cách nghiêm trọng đồng thời đánh giá cao thế lực đứng sau Diệp công tử thì điều này đối với nhà họ Hách Liên mà nói thực sự là một tai họa lớn. Cơ mà đời người sống không hối hận, bây giờ điều nhà họ Hách Liên phải làm là chống đỡ tới cuối cùng. Không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm đến triệt để. Giờ phút này Diệp Quân cũng hơi bất ngờ. Trước đây Đa Nguyên đạo đế từng bảo ông ta cũng chỉ là một tên giữ cửa ở sáng thế đạo điện, lúc ấy hắn không lo xa nên cũng chỉ tưởng đấy là một câu nói đùa. Bây giờ nhìn lại xem ra Đa Nguyên đạo đế không hề nói đùa. Sáng thế đạo điện này không hề đơn giản. Phía dưới, trên đường phố, Hách Liên Phu và gã đàn ông trung niên kia đã trở nên mờ ảo. Bấy giờ hai người họ đã không ở trong thời không thời gian đấy nữa, bản thể của họ đã xuất hiện ở một thời không hư vô nào đó. Nhưng chẳng bao lâu sau cơ thể hai người dần dần ngưng tụ lại. Cơ thể gã đàn ông trung niên kia bắt đầu run lên kịch liệt, gã lùi lại mấy bước. Ngay sau đó sắc mặt gã trở nên tái nhợt. Gã đàn ông trung niên nhìn về phía Hách Liên Phu, mắt gã nhiều thêm vài phần chăm chú. Hách Liên Phu nhìn gã đàn ông trung niên cút, Tiếng ầm như sấm vang lên, trời đất chấn động. Thế mà gã đàn ông trung niên lại cười, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, người nghĩ rằng nhà họ Hách Liên của ngươi có thể bảo vệ được người sao? Hách Liên Phu đột nhiên nói, không muốn cút thì để mạng lại đi. Vừa nói ông ta vừa vào tới chỗ gã đàn ông kia như một tia sét. Nụ cười trên mặt gã đàn ông trung niên cứng lại. Một khắc sau, gã bị một sức mạnh kinh khủng cưỡng ép kéo vào một thời không hư vô nào đó. Ngay sau đó, từng tiếng nổ dữ dội vang lên trong thời không hư vô đó. Không bao lâu sau, một bóng người đột nhiên rơi từ trên trời xuống, bóng người đấy rơi mạnh xuống mặt đất, máu văng tung tóe. Đó chính là gã đàn ông trung niên kia. Gã đã bị giết chết. Nhìn cảnh này, Diệp Quân thoáng có phần ngạc nhiên. Hắn nhìn Hách Liên Phu chậm rãi bước ra từ khe nứt thời không. Hắn rất bất ngờ, hắn không ngờ thực lực của Hách Liên Phu lại kinh khủng đến vậy. Ông ta chỉ dùng một thời gian ngắn đã có thể giết chết một cường giả cảnh giới đạo đế. Hách Liên Kỳ đứng cạnh Diệp Quân nói, bát thúc là thiên tài yêu nghiệt nhất của nhà họ Hách Liên ta, đồng thời cũng là cường giả mạnh nhất hiện tại của nhà họ Hách Liên. Diệp Quân gật đầu, rất mạnh. Phía dưới, Hách Liên Phu thản nhiên nhìn thi thể kia, thần hồn trong thi thể đã bị ông ta xóa bỏ, ông ta liếc nhìn bốn phía, mạng của Diệp công tử đã có nhà họ Hách Liên ta bảo vệ. Đơn giản, thẳng thắn. Ông ta là một võ giả nên không lòng vòng nhiều. Đây chính là một loại đầu tư, nếu trong lòng mọi người ai cũng tỏ tường rồi thì cứ thẳng thắn mà nói thôi. Nhà họ Hách Liên khí phách thật. Lúc này có một giọng nói từ xa xa vang lên. Ngay sau đó Cố lão dẫn theo Thức Kiếm Tiên từ từ đi tới, Cố lão nhìn chằm chằm Hách Liên Phu, Hách Liên Phu. Hách Liên Phu phất ống tay áo lên, đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh đi, ra oai phủ đầu làm gì. Sắc mặt Cố lão trầm xuống. Lúc này, Thức Kiếm Tiên đột nhiên bước lên phía trước một bước, Cố lão trầm giọng nói, Thức Kiếm Tiên. Thức Kiếm Tiên nhìn chằm chằm Hách Liên Phu, đã là kiếm tu sao có thể nhát gan chứ? Lời vừa dứt, gã lập tức biến mất, Hách Liên Phu cũng biến mất theo. Không được đánh nhau ở tháp Cửu Châu, ai cả gan ra tay ở đây lập tức sẽ kích hoạt cấm chế Cửu Châu chủ lưu lại. Một khi phong ấn cấm chế được kích hoạt, chắc chắn là tự tìm đường chết. Cửu Châu chủ. Không ai dám mạo phạm người này dù cho hiện tại ông ta đã không còn ở vực Cửu Châu. Trong một thời không hư vô, Thức Kiếm Tiên mặc một bộ áo bào màu đen, tay cầm kiếm đứng thẳng người. Quanh thân gã tản ra kiếm thế ngút trời, thời không xung quanh bị kiếm khí này làm chấn động. Chúng phập phồng như từng đợt sóng lượn, vô cùng đáng sợ.
Hách Liên Phu lẳng lặng đứng đối diện gã, tay áo ông ta không gió mà bay, so với Thức Kiếm Tiên thì ông ta bình tĩnh hơn nhiều. Ngay lúc ấy, Thức Kiếm Tiên bỗng biến mất tại chỗ. Xoẹt! Một lưỡi kiếm xé rách thời không bay tới, từng tấc thời không bắt đầu vỡ tan tành chỉ trong nháy mắt. Một kiếm dốc hết toàn lực. Thức Kiếm Tiên hiểu rất rõ, đối mặt với Hách Liên Phu, gã chỉ có một cơ hội để ra đòn thôi, do đó một nhát kiếm này được gã đánh ra với thái độ ngươi chết ta sống. Chỉ cần nhát kiếm này không thua, khí thế của gã có thể tăng lên. Gã muốn dồn người vào đường chết để mình sống. Khoảnh khắc Thức Kiếm Tiên xuất kiếm, Hách Liên Phu ở xa xa khẽ híp mắt lại. Ông ta chậm rãi nắm chặt tay phải, một phần sức mạnh lặng lẽ ngưng tụ trong tay. Khi kiếm của Thức Kiếm Tiên miễn cưỡng giết gần tới, ông ta đột nhiên xuất quyền. Một quyền này của ông ta đánh ra như núi vỡ bờ, quyền thế ngút trời nháy mắt nghiền nát cả thời không. Cùng lúc đó, kiếm quang kia biến mất. Sau vài giây im lặng hít thở, Hách Liên Phu nhẹ nhàng vung tay phải lên. Vùng thời không hư vô đã vỡ tan lại trở về bình thường. Cách đó không xa Thức Kiếm Tiên vẫn cầm kiếm đứng đó, nhưng đôi mắt của gã đã mờ mịt hơn, hồi lâu sau gã nhìn về phía Hách Liên Phu, người vậy mà đã. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hách Liên Phu nhẹ nhàng vung tay phải đi, Thức Kiếm Tiên lập tức bị quét bay. Khi Hách Liên Phu trở lại đại điện, ông ta xem nhẹ ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chậm rãi ngồi xuống bàn rượu trong quán rượu. Ông ta nhẹ nhàng bưng ly rượu trên bàn lên uống một hớp nhỏ. Cách đó không xa, sắc mặt Cố lão cực kỳ khó coi, mắt ông ta còn có vẻ kiêng kỵ. Thật ra bọn họ biết rất ít về thực lực của Hách Liên Phu. Họ chỉ biết Hách Liên Phu là người từng đứng trong top 10 của bảng Cửu Châu, nhưng họ lại không biết gì về thực lực thật sự của ông ta. Giờ phút này thấy Hách Liên Phu chém giết Thức Kiếm Tiên dễ như trở bàn tay. Ông ta mới hiểu được họ đã đánh giá thấp thực lực của Hách Liên Phu. Hách Liên Phu nhìn về phía Cố lão, đánh vài chiêu không. Cố lão nhìn chằm chằm Hách Liên Phu, Hách Liên Phu, ta cảm thấy rất bất ngờ, nhà họ Hách Liên ngươi đặt cược như vậy không sợ nhà tan cửa nát sao? Hách Liên Phu bình tĩnh nói, chẳng phải binh đoàn lính đánh thuê thức thần của ngươi cũng đang đánh cược sao? Cố lão cười nói, bọn ta mòn mắt trông chờ, đi thôi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Ông ta không chọn ra tay vì ông ta hiểu rất rõ mình hoàn toàn không làm được gì Hách Liên Phu. Nhìn Cố lão rời đi, người ở xung quanh đều vô cùng tò mò, tại sao nhà họ Hách Liên lại đối đầu với binh đoàn lính đánh thuê thức thần rồi vậy? Hơn nữa, hình như còn có cả Sáng Thế Đạo Điện. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu âm thầm điều tra. Thần Châu. Trong một căn phòng, Tả Nhạn ngồi xếp bằng. Hai tay cô ấy kết ấn đặt trước ngực, quanh người cô ấy tản ra luồng năng lượng thần bí. Từ khi cô ta trở về, cô ta đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của nhà họ Tả, mấy vị thái thượng trưởng lão đã bế quan của nhà họ Tả cũng tự mình rời núi bảo vệ cô ấy, sợ quanh cô ấy xuất hiện chuyện không may nào đó. Truyền thừa của Cửu Châu Chủ. Đây chính là một phần cơ duyên to lớn. Nếu Tả Nhạn thành công, vậy sau này nhà họ Tả sẽ trở thành sự tồn tại vô địch tuyệt đối ở vực Cửu Châu. Khi đó nhà họ Tả thậm chí có thể thống nhất vực Cửu Châu, tái hiện thời đại huy hoàng năm đó của Cửu Châu Chủ. Vì vậy bây giờ việc quan trọng bậc nhất nhà họ Tả là phải bảo vệ Tả Nhạn thật tốt. Lúc này, khí tức quanh thân Tả Nhạn như thủy triều dâng trào, dần dần, giữa chân mày cô ấy xuất hiện một con dấu nhàn nhạt đỏ như lửa. Trong bóng tối, một ông lão thấy con dấu. Mắt ông ta hiện lên vẻ hưng phấn, là ấn Cửu Châu, ấn Cửu Châu. Năm Cửu Châu chủ còn trị vì, thứ này cùng với đỉnh Cửu Châu và kiếm Cửu Châu được gọi là ba thần khí mạnh nhất Cửu Châu. Đứng cạnh ông lão là một người đàn ông trung niên ấy chính là cha của Tả Nhạn Tả Lâu. Khoảnh khắc ấy, Tả Lâu cũng nở nụ cười, ban đầu ông ta đã trả một cái giá thật lớn để đưa Tả Nhạn đến tiểu trấn. Hy vọng cô ấy có thể nhận được sự công nhận của Cửu Châu Chủ, lấy được truyền thừa của Cửu Châu Chủ. Tả Nhạn cũng không phụ lòng ông ta, cô ấy thật sự đã có được truyền thừa của Cửu Châu Chủ. Nhà họ Tả đã vực dậy nhờ quyết định ban đầu của ông ta. Lúc này, một ông lão áo đen bỗng xuất hiện bên cạnh Tả Lâu, ông ta thấp giọng nói mấy câu. Chân mày Tả Lâu cau lại, nhà họ Hách Liên khăng khăng bảo vệ một thiếu niên tên Diệp Quân Ư. Ông lão áo đen gật đầu, đúng vậy.
Tả Lâu hơi nghi ngờ, nhà họ Hách liên điên rồi à? Ông lão áo đen nói, bây giờ các thế lực lớn cũng đang điều tra Diệp Quân, nhưng họ mới chỉ biết hắn là đệ đệ của Diệp An, trừ điều này ra tạm thời vẫn chưa tra được gì. Diệp An. Tả Lâu hơi kinh ngạc, đương nhiên ông ta biết Diệp An. Đây chính là thiên tài nức tiếng của vực Cửu Châu gần đây, ông ta không ngờ Diệp Quân lại là đệ đệ của Diệp An. Tả Lâu nói, xem ra sau lưng Diệp Quân cũng có chút thế lực. Cha! Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói truyền tới. Tả Lâu quay đầu nhìn, Tả Nhạn chậm rãi đi tới. Tả Lâu cười nói, Nhạn Nhi. Tả Nhạn nhìn chằm chằm Tả Lâu, cô ấy nhíu mày, cha không đón hắn ra ngoài sao? Tả Lâu do dự một chút rồi nói, Nhạn Nhi, ta biết hắn là bạn của con, nhưng dù sao ta cũng là tộc trưởng, phải cân nhắc lợi ích của gia tộc. Ta không thể lãng phí một chỗ vì hắn được, dù sao hắn cũng không có khí vận Cửu Châu. Nghe thấy lời Tả Lâu nói, Tả Nhạn hơi ngẩn ra, sau đó cô ấy lắc đầu, sự thất vọng trong mắt khó đè nén được cha, tầm nhìn của cha quá thiển cận, không thích hợp làm gia chủ nhà họ Tả ta. Sắc mặt Tả Lâu trở nên khó coi, ông ta quát chói tai, Nhạn Nhi, sao con có thể vì một người ngoài mà nói cha con như vậy? Con làm ta rất thất vọng. Nói xong, ông ta phất tay áo rời đi. Tả Nhạn không quan tâm đến Tả Lâu nữa, cô ấy chậm rãi quay đầu nhìn sang bên phải, nhẹ giọng nói, cha cho rằng cơ duyên lớn nhất con lấy được ở trấn Cửu Châu là truyền thừa ư. Không, cơ duyên lớn nhất con nhận được là quen biết hắn, còn trở thành bạn của hắn. Một ông lão đứng cạnh cô ấy trầm giọng nói, đại tiểu thư, nếu hắn thật sự không phải người bình thường thì tại sao trên người hắn không có khí vận Cửu Châu? Tả Nhạn khẽ lắc đầu, đó là bởi vì khí vận Cửu Châu hoàn toàn không có tư cách nhập vào người hắn. Sư phụ không nhận hắn làm đồ đệ không phải vì ông ấy không muốn, mà căn bản là ông ấy hoàn toàn không có tư cách thu nhận Diệp công tử làm đồ đệ. Nghe thấy câu nói của Tả Nhạn, trên mặt ông lão nhất thời lộ ra vẻ khó tin, tiểu thư, chuyện này. Tả Nhạn nhẹ nhàng nói, có phải ngươi cảm thấy rất khó tin không? Ông lão vội vàng gật đầu, đúng vậy, phải biết rằng, Cửu Châu chủ là nhân vật tuyệt thế, trong lịch sử gần mấy tỷ năm của vực Cửu Châu, cũng mới có một nhân vật như vậy, sao ông ấy lại có thể không có tư cách thu nhận vị Diệp công tử đó làm đồ đệ chứ? Tả Nhạn nhẹ nhàng thở dài. Sở dĩ ngay từ đầu cô ấy không nói cho cha mình biết những chuyện này vì nguyên nhân rất đơn giản, cô ấy hiểu rất rõ cha và các cường giả nhà họ Tả căn bản sẽ không bao giờ tin. Ngược lại, nếu như cô ấy nói ra, người nhà họ Tả sẽ cho rằng giữa cô ấy và Diệp quân tử có gì đó, dù sao cũng có khả năng sẽ gây bất lợi cho Diệp quân. Nhà họ Tả không nhận nổi sự giàu sang phú quý ngút trời này, cô ấy cũng không thể làm gì được. Như nghĩ đến điều gì đó, Tả Nhạn đột nhiên cau mày nói, không đúng. Ông lão vội vàng hỏi, tiểu thư, sao thế? Tả Nhạn trầm giọng nói, rất có thể cha ta sẽ đứng về phe của Sáng Thế Đạo Điện. Vừa nói, cô ấy vừa quay người biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù cha cô ấy có thể không tin cô ấy, nhưng vì lợi ích của cả nhà họ Tả, cô ấy vẫn quyết định nói chuyện với cha mình. Bên trong căn phòng, Tả Lâu nhìn chằm chằm vào Tả Nhạn ở trước mặt, còn nói là lai lịch của Diệp Quân không đơn giản, ngay cả Cửu Châu chủ cũng không có tư cách thu nhận hắn làm đệ tử ư. Tả Nhạn gật đầu. Tả Lâu nhìn Tả Nhạn, không nói gì. Tả Nhạn nói, có thể cha sẽ không tin. Tả Lâu nhẹ nhàng lắc đầu, nhóc con, tin hay không không quan trọng. Con nên chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng nắm giữ được ấn thần châu đó càng sớm càng tốt. Tả Nhạn liếc nhìn Tả Lâu, không nói gì mà quay người rời đi. Sau khi Tả Nhạn rời đi, Tả Lâu cau mày lại, mối quan hệ giữa con nhóc này và tên kia thực sự không đơn giản. Ở bên ngoài, Tả Nhạn trở về sân của mình, ông lão kia cung kính nói, tiểu thư. Tả Nhạn bình tĩnh nói, cha không tin ta. Ông lão nhỏ giọng nói, vậy tiểu thư định rời khỏi nhà họ Tả sao? Tả Nhạn lắc đầu, không. Khi ông lão vừa định lên tiếng, Tả Nhạn đột nhiên nói, ta muốn mở một trang tộc phổ mới. Ông lão. Tháp Cửu Châu. Lúc này, hàng chục cường giả đỉnh cấp của nhà họ Hách Liên đang tụ tập ở xung quanh quán rượu, một số thái thượng trưởng lão bế quan của nhà họ Hách Liên cũng đã xuất quan để đến đây. Động thái của nhà họ Hách Liên lớn như vậy,
đương nhiên đã khiến cho vô số người kinh ngạc. Bên trong điện, Hách Liên Vũ ngồi ở vị trí cao nhất, đối diện cách ông ta không xa là Hách Liên Phu, Hách Liên Kỳ và những trưởng lão khác của nhà họ Hách Liên. Lúc này, các trưởng lão của gia tộc Hách Liên đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù Hách Liên Phu đã giết chết cường giả của Sáng Thế Đạo Điện, nhưng bọn họ hiểu rõ, Sáng Thế Đạo Điện chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, mà bây giờ, bọn họ lại biết rất ít về thế lực Sáng Thế Đạo Điện. Hách Liên Vũ nhìn một trưởng lão ở phía dưới, hỏi, lão cửu, tình hình bên phía ông thế nào rồi? Trưởng lão đó trầm giọng nói, bọn ta đã điều động hết toàn bộ lực lượng nhưng vẫn không thể điều tra được tình hình cụ thể của Sáng Thế Đạo Điện này, chỉ biết rằng, người mạnh nhất trong thế lực này chính là vị Sáng Thế Đế Thần đó, ông ta có 4 đồ đệ, 4 thần hầu, mà thực lực thực sự của 4 thần hầu này như thế nào thì tạm thời vẫn chưa biết được. Sắc mặt Hách Liên Vũ tối sầm lại, có nhờ binh đoàn lính đánh thuê ám vô giúp đỡ không? Binh đoàn đánh thuê ám vô. Một trong 3 binh đoàn đánh thuê trong vực Cửu Châu, nhưng thứ bọn họ có sở trường nhất không phải là đánh nhau, mà là tình báo. Ông lão nhỏ giọng nói, ta đã nói chuyện với bọn họ, nhưng giá bọn họ đưa ra cực kỳ cao. Hách Liên Vũ hỏi, bao nhiêu? Ông lão nói, cần 500 triệu tiên nguyên tinh. Lời này vừa nói ra, tất cả cường giả gia tộc Hách Liên đều tức giận, đúng là tham lam đòi hỏi nhiều. Hách Liên Phu đột nhiên nói, bọn họ không muốn nhúng tay vào, cho nên mới đưa ra giá cao như vậy. Hách Liên Vũ gật đầu, đúng vậy. Một trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, bây giờ thế lực mà chúng ta phải đối mặt không chỉ có Sáng Thế Đạo Điện, mà còn cả binh đoàn đánh thuê Thức Thần và Vũ Châu nữa. Mặc dù Vũ Châu hiện tại vẫn chưa công khai liên minh với binh đoàn đánh thuê Thức Thần nhưng trên thực tế, bọn họ đã hợp lực rồi. Hách Liên Vũ nói, mục đích bọn họ hợp lực với nhau có lẽ là vì binh đoàn đánh thuê Thổ Phỉ và Bàn Châu, ta đã liên hệ với Bàn Châu, nhưng Bàn Chấn người đứng đầu Bàn Châu không có ở đó, mà chỉ gặp con gái ông ta là Bàn Lăng, ta đã nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta nói rằng cô ta không thể làm chủ được. Vừa nói, ông ta vừa lắc đầu, ý của cô nương đó là nếu không có Sáng Thế Đạo Điện, Bàn Châu sẽ bằng lòng hợp tác với chúng ta đối phó với binh đoàn đánh thuê Thức Thần và Vũ Châu. Nhưng có Sáng Thế Đạo Điện. Một trưởng lão đột nhiên lạnh lùng nói, tầm nhìn hạn hẹp, bây giờ nếu Bàn Châu không hợp tác với chúng ta đối phó với binh đoàn đánh thuê Thức Thần và Vũ Châu thì đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ bị đánh hội đồng, mà lúc đó, chúng sẽ không có đồng minh nào cả. Hách Liên Vũ gật đầu, chỉ có thể chờ Bàn Chấn trở về rồi lại đi nói chuyện với bọn họ. Trưởng lão đó nói, tộc trưởng, binh đoàn đánh thuê Thổ Phỉ này thì sao? Hách Liên Vũ lắc đầu, từ sau khi đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê Thổ Phỉ biến mất, bây giờ mấy tên cầm đầu trong đám Thổ Phỉ đều thân ai nấy lo, không ai phục ai, là một mớ hỗn độn, căn bản không thể nói chuyện được. Trưởng lão kia cau mày lại, Hách Liên Phu đột nhiên nói, chờ chút. Mọi người nhìn về phía Hách Liên Phu vừa định lên tiếng thì lông mày ông ta đột nhiên cau lại, một lúc sau, ông ta biến mất tại chỗ. Sắc mặt của nhóm người Hách Liên Vũ đều thay đổi. Bên ngoài quán rượu, có một ông lão đang đứng ở đó, ông ta mặc áo choàng màu xám, tóc điểm sợi bạc, mặt có nhiều nếp nhăn, trông có vẻ già nua. Hách Liên Phu nhìn chằm chằm vào ông lão, không nói gì. Ông lão đột nhiên khàn giọng nói, có thể bảo Diệp công tử ra ngoài để ta gặp mặt chút không? Lúc này, Diệp Quân chậm rãi bước ra khỏi quán rượu. Ánh mắt ông lão nhìn vào Diệp Quân, người chính là Diệp Quân sao? Diệp Quân gật đầu. Ông lão cẩn thận đánh giá Diệp Quân, một lúc sau, ông ta lắc đầu thất vọng nói, hóa ra cũng chỉ có vậy, sao ngươi lại dám mạo phạm chủ nhân của ta? Diệp Quân nói, đế thần là chủ nhân của ông à? Ông lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân cười nói, người thì không làm, sao lại muốn làm chó cho người khác thế? Việt. Ông lão cũng không tức giận, cười nói, có rất nhiều người muốn làm chó, nhưng chưa đủ tư cách đâu. Ông ta vừa nói vừa đột nhiên vung tay phải lên, một luồng sức mạnh đáng sợ lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Động tác này của ông ta lập tức khiến mọi người đang ở trong sân hoảng sợ. Ra tay ở đây luôn sao? Nơi này có cấm chế của Cửu Châu chủ để lại mà. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại thêm sợ hãi. Khí tức tỏa ra từ người ông ta ít nhất cũng thuộc cảnh giới đế huyền.
Cường giả ở cấp bậc này, cho dù ở vực Cửu Châu cũng rất ít gặp. Hách Liên Phu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương thực sự muốn ra tay ở chỗ này, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ông ta trở nên kỳ lạ. Lão già áo xám đột nhiên nắm chặt tay lại, ầm. Chỉ trong nháy mắt, một luồng khí thức đáng sợ lập tức bao trùm tháp Cửu Châu, nhưng ngay vào lúc này, một ấn hư ảo đột nhiên xuất hiện từ nơi chân trời. Dường như ông lão đã nhận ra được thứ gì đó, chợt ngẩng đầu lên, đúng lúc này một luồng ý chí áp bức vô hình quét xuống. Con người ông lão chợt co rút, giơ tay lên đấm lên trời. Ngay khi mạnh của ông ta vừa tiếp xúc với luồng ý chí áp bức, con người ông ta chợt co lại thành que kim, một giây sau, ông ta lập tức bị xóa sổ tại chỗ. Trời đất hoàn toàn im lặng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, giờ phút này, dấu ấn thần bí ấy đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt Diệp Quân hơi nghiêm túc. Cửu Châu chủ. Đối phương chỉ để lại một phong ấn cấm chế, nhưng lại có thể giết chết một cường giả ở cảnh giới đế huyền trong một giây sao. Ở xung quanh, mọi người đều bị sốc. Cửu Châu chủ. Cửu Châu chủ chính là một truyền thuyết vô địch. Ở vực Cửu Châu, ai dám bất kính với ông ta? Cho dù hiện tại, ông ta đã không xuất hiện trong rất nhiều năm. Tên ngoại lai này lại không biết sống chết, dám mạo phạm Cửu Châu chủ. Trong bóng tối, vẻ mặt của cổ lão trông vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ rằng đám tín đồ đến từ Sáng Thế Tạo Điện lại dám ra tay ở đây, mẹ nó, đây không phải là đang tìm đường chết sao? Cửu Châu chủ là ai chứ? Đó là người đàn ông đã thống nhất vực Cửu Châu, chỉ cần một tay đã vô địch trong thế gian. Cổ lão lắc đầu, những tín đồ của Sáng Thế Đạo Điện quá tự cao. Trước quán rượu, Hách Liên Phu đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói, ông ta vừa dẫn Diệp Quân đi vào trong quán rượu. Trong điện, đám cường giả nhà họ Hách Liên cũng ở đây, giờ phút này, bọn họ đều nhìn Diệp Quân, rất tò mò về hắn. Diệp Quân nói với Hách Liên Vũ, tiền bối, Cửu Châu chủ đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Mặc dù hắn đã từng gặp Cửu Châu chủ, nhưng hắn lại không biết cảnh giới thực sự của ông ta là gì. Hách Liên Vũ lắc đầu cười, câu hỏi này của ngươi đang làm khó ta đấy, bởi vì ta cũng không biết, ta chỉ biết năm đó, Cửu Châu chủ ở vực Cửu Châu chính là nhân vật vô địch. Sau đó, không biết vì lý do gì mà rời đi. Ba đại thần khí năm đó gồm ấn Cửu Châu, kiếm Cửu Châu và đỉnh Cửu Châu cũng biến mất theo. Diệp Quân hơi tò mò, ba đại thần khí. Hách Liên Vũ gật đầu, đó là ba đại thần khí tối cao của vực Cửu Châu năm đó, món nào cũng có khả năng hủy diệt trời đất cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên Diệp Quân xòe lòng bàn tay ra, đỉnh Cửu Châu xuất hiện trong tay hắn, ta thấy món đồ này rất bình thường mà. Khi vừa nhìn thấy đỉnh Cửu Châu, mọi người ở trong sân đều ngây dại. Hách Liên Phu cũng sửng sốt. Giọng Hách Liên Vũ run run, đây là đỉnh Cửu Châu sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Đỉnh Cửu Châu. Nghe thấy câu nói này của Diệp Quân, tầm mắt của mọi người đều nhìn vào đỉnh Cửu Châu, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Hách Liên Phu đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quân, ông ta quan sát đỉnh Cửu Châu một lúc, sau đó nói, là thật. Hách Liên Vũ khàn giọng nói, cậu nhóc, sao ngươi lại có được đỉnh Cửu Châu vậy? Diệp Quân nói, lấy được ở trấn Cửu Châu. Hách Liên Vũ vội vàng nói, có phải ngươi đã lấy được truyền thừa của Cửu Châu chủ rồi không? Diệp Quân lắc đầu, không. Hách Liên Vũ sửng sốt. Diệp Quân nói, ông ta đã truyền thừa cho Tả Nhạn cô nương, còn ta thì ông ta nói rằng ta đã có con đường của riêng mình nên không thích hợp để đi theo con đường của ông ta, do đó không đưa truyền thừa cho ta, còn đỉnh Cửu Châu này đã tự động tìm đến ta. Chủ động tìm đến. Nghe thấy câu nói này của Diệp Quân, vẻ mặt mọi người ở trong điện đều trở nên kỳ lạ. Lúc này, Hách Liên Phu đột nhiên nhìn vào bên trong đỉnh Cửu Châu quyết. Mọi người vội vàng nhìn vào bên trong đỉnh, nhưng Hách Liên Phu lại giơ tay che nắp đỉnh lại, ông ta nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, đỉnh này rất quý giá, hãy cất nó đi. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay trái lên, các phù văn bên trong đỉnh lập tức bị hắn sao chép, sau đó hắn đi đến trước mặt Hách Liên Phu, đưa những phù văn bị hắn sao chép cho Hách Liên Kỳ, kỳ cô nương, cho cô này. Hách Liên Kỳ hơi ngạc nhiên, toàn bộ người tộc Hách Liên ở trong điện cũng kinh ngạc.
Diệp Quân cười nói, đỉnh Cửu Châu này có linh tính, có thể nói chuyện, hy vọng trong khoảng thời gian này cô nương có thể vào trong tiểu tháp của ta nghiên cứu và tu luyện. Hách Liên Vũ ở bên cạnh nghe Diệp Quân nói vậy, gương mặt chợt nở một nụ cười. Cửu Châu quyết này được gọi là tâm pháp tu luyện đệ nhất ở vực Cửu Châu, cao hơn tâm pháp của nhà họ Hách Liên ít nhất 2 cấp bậc, Diệp Quân đưa tâm pháp này cho Hách Liên Kỳ thì chẳng khác nào đưa cho nhà họ Hách Liên. Ông ta cũng hiểu ý Diệp Quân, Diệp Quân muốn có qua có lại. Hách Liên Kỳ nhìn về phía Hách Liên Vũ, Hách Liên Vũ gật đầu, lúc này Hách Liên Kỳ mới nhận lấy phần Cửu Châu quyết, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói, vậy cảm ơn. Diệp Quân nói, tiền bối Hách Liên, Kỳ cô nương, đây là chuyện của Diệp Quân ta. Ta không thể để toàn bộ việc này cho nhà họ Hách Liên gánh vác được, vì vậy, ta muốn đi vào trong tháp Cửu Châu tìm tỷ tỷ của ta. Nhà họ Hách Liên có thể giúp đỡ đã là rất trọng nghĩa rồi, hắn không thể để người ta liều mạng vì mình được. Do đó, việc hắn cần phải ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng tìm được tỷ tỷ Diệp An, nếu Diệp An cũng không thể gánh nổi thì bảo Diệp An kéo theo hắn theo chạy trốn. Hách Liên Vũ trầm giọng nói, chuyện này. Vừa nói. Ông ta vừa nhìn về phía Hách Liên Phu lắc đầu nói, không được, tháp Cửu Châu có cấm chế, nhất định phải tuân theo quy củ, nếu Diệp An cô nương đang khiêu chiến, bất kỳ ai cũng không thể vào. Hách Liên Kỳ đột nhiên nói, không phải tỷ tỷ ngươi đang cố ý tránh mặt ngươi đấy chứ. Diệp Quân ngẩn người, sau đó kiên định nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, bọn ta là tỷ đệ ruột mà. Vừa nói. Hắn hơi do dự rồi lại nói tiếp, có lẽ tỷ ấy sẽ không làm vậy đâu. Mọi người, nghe Diệp Quân nói không tự tin như vậy, người nhà Hách Liên ở đó đều ngây dại. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp gia, có lẽ tỷ tỷ không phải đang trốn ta đâu, đúng không? Tiểu tháp nói, ai mà biết chứ? Diệp Quân, lúc này Hách Liên Vũ ở một bên nói, cậu Diệp, người đừng vội. Có lẽ tỷ của ngươi chỉ đang đánh nhau giành thứ hạng trong bảng xếp hạng thôi. Diệp Quân cười khổ nói, mong là vậy. Hách Liên Vũ trầm giọng nói, chỉ là khoảng thời gian này, cậu Diệp đừng rời khỏi đây, nếu không. Diệp Quân gật đầu, bây giờ hắn đi khỏi đây chắc chắn sẽ toi đời ngay. Từ sau khi ông lão kia bị ấn ký chủ Cửu Châu để lại trấn áp, bên Sáng Thế Đạo Điện không có động tĩnh gì cả. Nhưng tộc Hách Liên vẫn không dám sơ suất, xung quanh quán rượu đều có các cường giả nhà họ Hách Liên canh giữ. Còn Diệp Quân quay lại vào tiểu tháp, ngày nào cũng dậy Táng Cương tu luyện. Hiện giờ hắn mong Táng Cương có thể nhớ được chút gì đó để hắn hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục tu vi, nhưng nhóc con này mỗi ngày đều tu luyện, điên cuồng tu luyện khiến hắn đau đầu, tuy nhiên hắn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tu luyện với cô bé, còn phải nấu ăn cho cô bé. Cứ thế liên tục 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này đều không có cường giả Sáng Thế Đạo Điện xuất hiện. Nhưng các cường giả nhà họ Hách Liên lại không dám buông lỏng cảnh giác, nhất là Hách Liên Vũ và Hách Liên Phu, sắc mặt hai người họ ngày càng nghiêm trọng. Vì mặc dù không có người nào ra tay nhưng bây giờ xung quanh tháp Cửu Châu ngày càng có nhiều khí tức cường giả. Hôm nay một người đàn ông trung niên mặc áo vải bỗng xuất hiện trên đường, ông ta chậm rãi bước đi đến cuối đường. Mục tiêu đến của ông ta không phải là quán rượu mà là chỗ Hách Liên Phu. Trong tay người đàn ông trung niên cầm một thanh đao dài có vỏ. Trong quán rượu nhỏ, Hách Liên Phu đặt ly rượu trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên, ánh mắt hai người chạm nhau, ngay sau đó cả hai cùng lúc biến mất khỏi đó, khi xuất hiện lại lần nữa, họ đã ở trong một thời không hư vô chưa được biết đến. Người đàn ông tay cầm đao nhìn Hách Liên Phu. Không nói lời nào đã rút đao khỏi vỏ. Vèo. Sau đó một tia đao quang lóe lên, đao quang đáng sợ bao trùm lấy cả thời không hư vô. Ở phía xa, Hách Liên Phu híp mắt lại, tay phải ông ta chậm rãi siết chặt, ngay sau đó ông ta tung ra nắm đấm. Ầm. Một tiếng nổ chói tai vang lên trong thời không hư vô này, một quyền mang và đao quang bỗng nổ tung, quét sạch mọi thứ. Ngay lúc này người đàn ông trung niên bỗng nhảy lên, hai tay cầm đao chém về phía trước. Một luồng đao khí vạn trượng từ trên trời lao xuống. Nhát đao này rất mạnh, toát ra khí thế muốn phá nát trời đất. Đối mặt với một quyền đáng sợ của người đàn ông trung niên, Hách Liên Phu lại không hề sợ hãi, ông ta tiến lên một bước, giơ tay phải ra, lòng bàn tay úp xuống,
Ngay sau đó ánh mắt ông ta hiện lên một vẻ hung dữ, ông ta hất tay phải lên trên, sức mạnh đáng sợ bỗng quét từ dưới lên trên, thoáng chốc toàn bộ thời không hư vô đều bị vụn vỡ. Ầm. Trong thời không đã bị vỡ nát hoàn toàn này, một tiếng nổ chói tai vang lên, sau đó là từng luồng sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn lao đến như thủy triều. Nhưng ngay lúc này, lại một luồng đao quang chém xuống. Gần như cùng một lúc, Hách Liên Phù bỗng nhảy lên, sau đó tung ra một nắm đấm. Bụp. Cú đấm này buộc đao quang đó phải lùi lại, sau đó ông ta lao về phía trước như một tia sét, đâm thẳng vào người đàn ông trung niên. Bốp. Cú va chạm này khiến người đàn ông trung niên lùi lại cả mấy ngàn trượng, khi ông ta dừng lại, Hách Liên Phù lại lao về phía ông ta lần nữa. Ánh mắt người đàn ông trung niên hiện lên một tia hung ác, sau đó ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, thanh đao trong vỏ bên tay trái bỗng rung lên dữ dội, ngay sau đó tay phải ông ta bỗng nắm lấy cán đao rồi rút ra chém một nhát. Nhát đao này toát ra một luồng ý chí đao đạo và đao thế rất mạnh cuồn cuộn lao đến. Ngay lúc ông ta vung đao ra, ông ta bất ngờ tra kiếm vào vỏ lần nữa, sau đó lại rút mạnh ra khiến hai thanh đao hợp thành một. Ầm. Sức mạnh nắm đấm và quyền mang của Hách Liên Phù cũng bị phá vỡ, sau đó ông ta lùi lại phía sau hàng ngàn trượng, vừa dừng lại, mặt bên phải của ông ta nứt ra một chút, máu chảy ra. Tay phải Hách Liên Phù sờ lên má mình, sau đó nhìn người đàn ông trung niên ở phía xa, lúc này trong mắt ông ta bỗng hiện lên ý chí chiến đấu quyết liệt. Ở phía xa, tay trái người đàn ông trung niên siết chặt thanh đao, nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt họ va chạm nhau. Ngay sau đó cả hai cùng biến mất khỏi đó. Bên ngoài. Thấy hai người đi đã lâu mà còn chưa ra, vẻ mặt của các cường giả nhà họ Hách Liên dần trở nên nghiêm túc, nếu Hách Liên Phù thua thì coi như xong đời. Phải biết rằng bây giờ Hách Liên Phù là người mạnh nhất của gia tộc Hách Liên. Một khi ông ta thua thì nhà họ Hách Liên không còn cường giả nào có thể đứng ra chiến đấu. Lúc này sắc mặt Hách Liên Vũ và Hách Liên Kỳ trong quán rượu cũng rất nghiêm trọng, thực lực của cường giả đến lần này hơn hẳn những gì họ đoán. Hách Liên Vũ bỗng nhìn về phía xa, có không ít cường giả đến từ binh đoàn đánh thuê thức thần. Hách Liên Kỳ nhìn phía xa, trầm giọng nói cha, bên bàn châu trả lời chưa? Hách Liên Vũ lắc đầu chưa? Sắc mặt Hách Liên Kỳ trở nên u ám. Vực Cửu Châu. Bàn Lăng đứng trước cửa đại điện. Một ông lão cung kính đứng phía sau cô ta. Bàn Lăng nói, thế nào rồi? Ông lão trầm giọng nói, binh đoàn đánh thuê thức thần cử rất nhiều cường giả đến, nhưng họ đều không ra tay, họ đang đợi Hách Liên Phù và cường giả sáng thế đạo điện phân định thắng bại. Bàn Lăng khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Ông lão do dự một lúc, sau đó nói, đại tiểu thư, gia chủ nhà họ Hách Liên vẫn luôn liên hệ với chúng ta, mong hai bên có thể hợp sức cùng chống lại địch. Bàn Lăng lắc đầu, từ chối họ đi. Ông lão nhắc, đại tiểu thư, kẻ thù của chúng ta cũng là binh đoàn đánh thuê thức thần. Bàn Lăng gật đầu, ta biết, nhưng hiện tại tộc Hách Liên không chỉ phải đối mặt với binh đoàn đánh thuê thức thần, mà còn phải đối mặt với sáng thế đạo điện, bây giờ chúng ta lại chống lại sáng thế đạo điện vì một người không rõ lai lịch, cực kỳ không đáng. Cô ta biết Diệp Quân là đệ đệ của Diệp An, đằng sau chắc chắn có một thế lực mạnh nào đó. Dù sao Diệp An cũng rất yêu nghiệt, thế lực bình thường không thể đào tạo ra được yêu nghiệt như vậy. Nhưng với cô ta, cho dù như thế, Diệp Quân vẫn không đáng để Bàn Châu đắc tội với sáng thế đạo điện, dù sao thực lực và thế lực của cổ lão quả thật rất đáng sợ, nhất là sáng thế đế thần trong truyền thuyết đã tạo ra một hệ thống cảnh giới tu luyện. Mặc dù thế lực phía sau Diệp Quân và Diệp An chắc chắn không phải là thế lực nhỏ, nhưng cô ta không nghĩ thế lực đằng sau hai tỷ đệ này có thể so được với sáng thế đạo điện. Ông lão khẽ gật đầu, thuộc hạ lập tức đi từ chối họ. Nói rồi ông ta đi ra ngoài. Trong thời không hư vô ở tháp Cửu Châu, Hách Liên Phù và người đàn ông trung niên cầm đao đó vẫn còn đang đánh nhau. Lúc này trận chiến giữa hai người rất dữ dội, cả thời không hư vô tràn ngập những nắm đấm và đao thế vô tận. Sức mạnh của cả hai mỗi khi va chạm vào nhau đều sẽ nổ tung thành từng làn sóng xung kích đáng sợ, thời không hư vô này đã bị sức mạnh của cả hai nghiền nát. Bụp. Đúng lúc này, một vùng đao quang và quyền mang vỡ tan, sau đó một luồng sức mạnh khiến Hách Liên Phù và người đàn ông trung niên chấn động đến mức phải lùi về sau gần vạn trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại, tay phải Hách Liên Phù siết chặt,
một luồng sức mạnh cuồn cuộn lao ra từ trong cơ thể ông ta, trấn áp mọi thứ. Người đàn ông trung niên cầm đao dài ở cách đó không xa chắn ở phía trước, sức mạnh của Hách Liên Phu bị chặn lại. Hách Liên Phu ở phía xa chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên, ông ta bỗng bật cười, đao tu tốt đấy. Người đàn ông trung niên nhìn Hách Liên Phu, người cũng lợi hại lắm. Ha ha! Hách Liên Phu bật cười, ngay sau đó ông ta giơ tay lên, sau lưng lập tức có một bức tượng ảo cả ngàn trượng xuất hiện, sau đó một luồng uy lực đáng sợ quét qua. Tượng đại đạo. Lấy mình làm đại đạo, ngưng tụ thành tượng. Ngay khi nhìn thấy bức tượng đại đạo đó, sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên nghiêm trọng, thanh đao trong tay ông ta rung lên. Tay phải Hách Liên Phu bỗng siết chặt thành nắm đấm, bức tượng phía sau ông ta vươn tay phải ra rồi siết chặt thành nắm đấm. Chỉ một quyền uy đại đạo đã khiến người đàn ông trung niên bị trấn áp phải lùi về sau cả vạn trượng. Trấn áp mọi thứ. Hách Liên Phu bỗng tiến đến một bước, tung ra một quyền tiêu diệt. Đạo tượng đại đạo phía sau ông ta vung mạnh nắm đấm ra. Uy lực của nắm đấm ngút trời, trấn áp mọi thứ. Ánh mắt của người đàn ông trung niên cầm đao ở phía xa bỗng co rụt lại, uy lực của cú đấm này mạnh hơn trước ít nhất 10 lần. Quá mức đáng sợ. Ông ta không dám sơ suất, lập tức cầm đao bằng cả hai tay rồi dùng hết sức chém một nhát. Một tia đao quang vạn trượng lao ra, đối đầu trực diện với nắm đấm đó. Thế nhưng ngay khi đao quang này vừa tiếp xúc với nắm đấm thì lập tức nổ tung, sau đó người đàn ông trung niên cầm thanh đao dài bị đánh văng ra ngoài, trong lúc đó cơ thể ông ta bắt đầu nổ tung từng tấc, sức mạnh của thanh đao cũng bị vỡ tan. Khi dừng lại, ông ta chỉ còn lại một tia linh hồn như khói xanh. Người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn Hách Liên Phu ở đằng xa, Hách Liên Phu không nói gì, xoay người rời đi. Ông ta chỉ xoay người đã lập tức trở về lại trước quán rượu. Thấy thế, sắc mặt Cố lão nấp trong tối lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hách Liên Phu lại thắng rồi ư? Nhưng lúc này, bỗng có một sự thay đổi, chỉ thấy Hách Liên Phu bỗng bị một sức mạnh bí ẩn cưỡng ép kéo vào trong một thời không hư vô đặc biệt. Đứng đối diện ông ta là một người phụ nữ, là Bùi Thần Hầu. Một trong bốn thần hầu. Bùi Thần Hầu chậm rãi bước đến chỗ Hách Liên Phu. Cô ta nhìn chằm chằm Hách Liên Phu, có phải ngươi cảm thấy ngươi rất giỏi không? Hách Liên Phu nhìn Bùi Thần Hầu ở phía trước rồi dần nghiêm mặt lại, Bùi Thần Hầu này không hề tỏa ra bất kỳ khí tức mạnh mẽ nào, nhưng lại cho người ta một cảm giác áp bách khó tả. Bùi Thần Hầu nhìn Hách Liên Phu với ánh mắt bình tĩnh, đó là một sự coi thường như loài người nhìn xuống loài kiến hôi. Hách Liên Phu quan sát Bùi Thần Hầu rồi nói, Thần Hầu. Tuy gia tộc Hách Liên không biết về thực lực thật sự của Sáng Thế Đạo Điện, nhưng họ vẫn nắm rõ về bốn vị thần hầu của nơi này. Đó là bốn thần hầu lớn. Họ là đồ đệ của Sáng Thế Đế Thần, thực lực cụ thể ra sao thì không ai rõ, vì bình thường đều sống ẩn dật. Thần hầu. Nghe thấy tiếng Hách Liên Phu gọi, nhiều thế lực lớn trong chỗ kín đều thấy hơi kinh ngạc. Chuyện ở Tháp Cửu Châu gây chấn động quá lớn nên giờ các thế lực cờ vực Cửu Châu đều hướng sự chú ý về đây, Bàn Lăng và hai cường giả khác của Bàn gia cũng đang âm thầm theo dõi. Lúc thấy Bùi Thần Hầu xuất hiện, Bàn Lăng và hai ông lão ở phía sau cô ta đều lập tức sững người. Thần Hầu. Hơn thế nữa, rất có thể người này đã ở cảnh giới thần tổ trong truyền thuyết, vì luồng áp bách vô hình mà cô ta tỏa ra quá đỗi kinh khủng. Đừng nói là vực Cửu Châu. Khéo đến cả vũ trụ này, hay thậm chí dưới nền văn minh của vũ trụ cấp 9, người ở cảnh giới này cũng có thể tung hoành tự do được. Bàn Lăng nhìn chăm chú lên thời không rồi chán nản nói, Hách Liên ra xong rồi. Lúc này, các cường giả của tộc Hách Liên cũng đang có vẻ mặt đăm chiêu chưa từng có. Tuy họ biết Sáng Thế Đạo Điện có cường giả cảnh giới thần tổ, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chiến đấu với cường giả ở cảnh giới này rồi. Nhưng khi cường giả cảnh giới ấy xuất hiện thật sự trước mặt họ thì họ vẫn khó tránh khỏi thấy hơi căng thẳng. Trận chiến này liên quan đến sự sống chết của rất nhiều người trong tộc Hách Liên. Hách Liên Phu không nói thêm một câu nào mà chậm chậm giơ tay phải lên, ngay sau đó đại đạo xuất hiện. Một ảo ảnh đại đạo khổng lồ đã xuất hiện, luồng uy áp của nó khiến cả thời không hư vô bồng bềnh như nước, các luồng uy áp ấy thi nhau xuyên qua thời không rồi lan khắp vực Cửu Châu.
nhưng Bùi Thần Hầu ở phía đối diện Hách Liên Phu chỉ có vẻ thờ ơ, thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt. Hách Liên Phu híp mắt lại, bàn tay phải nắm chặt thành quyền. Ngay sau đó, hóa thân đại đạo sau lưng ông ta chợt gầm lớn lên, tiếp đó tung một quyền thật mạnh về phía Bùi Thần Hầu. Quyền đó khiến cả thời không như bị nghiền nát. Bùi Thần Hầu ở phía xa chợt giơ một ngón tay lên rồi khẽ điểm một cái, ngay sau đó đã có một đóa sen xuất hiện rồi phồng to lên. Quỳnh! Ngay sau tiếng động lớn ấy, hóa thân đại đạo của Hách Liên Phu đã rung lên dữ dội rồi nứt vỡ. Trong không gian đen ngòm kia, đóa sen chậm chậm lung lay và tỏa ra tia sáng chiếu rọi cả thời không. Tiếp đó có một tiếng ngâm khe khẽ vừa xa xưa vừa thần bí vang lên. Đại đạo liên! Bỗng có mộ giọng nói đầy vẻ bàng hoàng vang lên. Người lên tiếng chính là thần châu chủ Tả Lâu. Tả Lâu nhìn chằm chằm vào đóa sen ấy với vẻ khó tin cùng khiếp đảm. Nghe nói đại đạo liên do sáng thế đế thần tình cờ tạo ra. Khi sáng thế đế thần ngộ đạo thì đóa sen cũng đã đến cảnh giới này. Một đóa sen mà có thể sinh ra cả một nền văn minh vũ trụ, một hạt sen có thể tạo ra một vị đế tôn tuyệt thế. Lẽ ra đóa đại đạo liên này chỉ có thể coi là thần vật của nền văn minh vũ trụ cấp 8 thôi, nhưng nhờ nó và sáng thế đế thần đột phá nên giờ nó đã là thần vật của nền văn minh vũ trụ cấp 9 rồi. Thần vật ở cấp này mà giáng đòn xuống nền văn minh cấp 8 thì đúng là một cú đả kích lớn. Hóa thân đại đạo của Hách Liên Phu cứ thế vỡ nát dần như một tờ giấy bị đốt cháy, mà ông ta lại không thể ngăn cản được điều này. Đại đạo áp chế. Đây không còn là áp chế về mặt thực lực, mà là đại đạo. Đạo của ta cao hơn đạo của ngươi. Thấy thế, các cường giả của tộc Hách Liên đều tái mét mặt. Hách Liên Vũ nhìn đăm đăm lên thời không, đôi tay đã nắm chặt tự bao giờ. Tuy ngoài mặt ông ta vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang dậy sóng. Vì trận chiến này liên quan đến sự diệt vong của gia tộc Hách Liên. Bọn họ không thể thua được. Ông ta dần nhắm mặt lại và thầm hạ một quyết định. Sau khi hóa thân đại đạo của Hách Liên Phu vỡ nát, sắc mặt của ông ta cũng tái nhợt. Cùng lúc đó, cơ thể cùng thần hồn của ông ta cũng trở lên mờ ảo. Bị thương nặng, ông ta ngẩng lên nhìn đóa sen, lúc này sâu thẳm trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác bất lực. Đây là đại đạo áp chế. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.